Thầy chào Văn nha, chào Thuận nha, chào Phát. Lâu lắm rồi thầy mới gặp Phát. Này, mấy năm rồi. Phát chờ một chút đợi các bạn vào hôm nay để cho mình quay trở lại cái lớp KCN1 với lớp nâng cao. Khi dùng thì các em trên máy tính các em có thể sử dụng cái phiên bản Zoom mới nhất. Ở cái nội dung buổi số 18 này, bởi vì ta đang ở lớp nâng cao ở phần trước, thầy trò mình đã hệ thống qua được cái lượng kiến thức khá lớn. Trong đó ta quay ra cái chuyên đề quay lui, chuyên đề về đồ thị, chuyên đề về quy hoạch động cơ bản. Tuy nhiên thì cái khoảng thời gian vừa rồi thì các bạn nghỉ khá lâu, chắc là chứ cũng trả lại cho thầy gần hết rồi. Thì các em lưu ý là trên kênh YouTube của thầy có chứa đầy đủ các video của cái lớp KNC nhé. Lớp K là lớp khóa, NC là lớp nâng cao, một là lớp 1 đấy. Các bạn vào YouTube, các bạn nào chưa đăng ký kênh của thầy thì nhớ đăng ký kênh cho thầy. Ở đây thì thầy thấy có băng đăng ký kênh rồi này, có Phát rồi này, không biết Thuận đã đăng ký chưa. Thì khi các bạn vào kênh YouTube của thầy thì các bạn chọn thẻ playlist. Trong thẻ playlist thì nó có các ta có mục chuyên tin này, lớp nâng cao này, lớp của mình thầy để ở đâu nhỉ? Như lớp của mình là bên lớp nâng cao online đấy. Trong lớp nâng cao online này thì nó có các cái video đấy, lớp KLC1 đây thì có các video bài giảng. Có mở gì Ông ít uống luôn. sửa được không? Đừng nhé, không cho mở điện thoại. Thằng bé nhà thầy nó là nghịch lý. Thì ở đây là có các video. Hôm trước thầy đã up lên tới cái video số 10 rồi nhỉ. Như vậy hôm trước mới up đến cái phần DFS. Thì còn các video còn lại thầy sẽ up lên đây. Thì các bạn sẽ tranh thủ cái đợt hè này các em sẽ xem video và làm lại bài tập nhé. Thì nó cũng khá quan trọng đấy. Ở ngoài cái playlist này ra thì các bạn có cái playlist đây, ở bên cái mục chuyên tin thì cái số lượng bài tập chả sao họ chèn rất nhiều, sao lại playlist lại chèn lung tung này. Thì trong playlist này thì có các cái video thì các bạn tua đến nội dung các cái bài tập để làm. Và tóm lại là khi mà các bạn đăng ký kênh thì thầy sẽ up lên những cái buổi học video đầu tiên, thì các em hãy cố gắng học ở trên đấy để bữa sau là toàn nội dung gì đấy. Rồi ta có băng này. Chào Khánh Hòa nhé, Khánh Hòa đã vào rồi. Vậy thì trên kênh YouTube của thầy có chứa video các buổi bài giảng. Lần này thì thầy sẽ cũng cứ sau mỗi ngày thì thầy sẽ cố gắng update bài giảng sớm nhất để các em có được cái bài giảng để ta vừa học vừa xem lại. Rồi, tranh thủ bây giờ cũng là 8 giờ rồi, ta bắt đầu luôn nhé. Bạn nào vào sau thì ta xử lý sau. Hôm nay ta sẽ làm một cái dạng content khá hay mà thường thì thầy hay cho các bạn học sinh của thầy học, đó là cái content là làm trong vòng 240 phút. Tức là đây là một cái content thi dạng ACM. 240 phút thì các bạn sẽ làm khoảng tầm 4 tiếng liên tiếp. Tức là đây một cái kỳ thi ACM, các bạn sẽ thông thường thi từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa chẳng hạn. Là một trong những content thi luyện thể lực cực hay, bài tập đa dạng, câu dễ có, câu khó có, nó xen kẽ với nhau. Vậy thì thầy cho mình sẽ bắt đầu đi sang cái content đấy nhé. Hai content thầy đã gửi ở trong nhóm, tên nó là Day 18, KNC1 content tổng hợp. Đây là content dạng ACM, nó làm trong vòng 240 phút. Thì chủ yếu nó của nó là rèn luyện thể lực và cái kỹ năng lập trình và khả năng phản xạ với bài tập có tính chất mới. Vậy thì hôm nay ta sẽ xử lý luôn từ cái content này nhé. Bây giờ các bạn nào tải được cái đề về rồi, các bạn comment cho thầy số 1 nhé. Bạn nào chưa tải được đề thì comment cho thầy số 0. Để thầy viết đây.
Rồi như vậy hiện tại có bốn bạn vào thì các em đã đều được tải được đề rồi. Thì ta sẽ giải quyết nhanh cái bài tập này. Test trên server thầy đã nạp sẵn rồi, hình như là đã có sẵn các bài này rồi. Trên server đã có sẵn, các bạn chỉ việc làm và nộp bài thôi. Do lớp của mình là lớp nâng cao nên trong quá trình học nếu khó khăn ở đâu thì các bạn hỏi thầy luôn tại đấy nhé. Để ta tránh mất thời gian, giống như các bạn lớp cơ bản thì sẽ mất nhiều thời gian để học kỹ năng, thì lớp nâng cao ta sẽ đề thi ACM dạng 240 phút là một trong những cái dạng đề thi này hay cho học sinh thi. Đề bài thì ta nhìn tổng quan ra, ta có bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, bài 6, bài 7, bài 8, bài 9, bài 10. Hôm nay thầy thêm hai bài, đây là có 12 câu. Thông thường thì các đề thi ACM này thường người ta đánh dựa ký hiệu đề là A, B, C, D, E, F. Tuy nhiên thì các bạn chưa quen nên thầy vẫn đánh số thứ tự là từ bài 1 trở đi. Cứ với mỗi bài thì mức điểm nó sẽ khác nhau tùy theo cái mục tiêu của người ra đề. Ở đây thì cái đề này thì các em sẽ làm được tối đa là khoảng 30 điểm vậy, nếu không nhầm là 30 điểm. Tối đa là 30 điểm, đúng rồi. Rồi bây giờ ta sẽ giải quyết ngay từ bài đầu nhé. Sau đó các bạn hãy chia sẻ cho thầy ý tưởng là bài này. Đề bài này người ta cho n và dãy A1, A2, AN với n nhỏ bằng 10 mũ 6. Vậy thì khi đọc đề nhỏ n nhỏ hơn bằng 10 mũ 6 thì các em cần phải nghĩ ngay đến việc đó là bài này ta sẽ sử độ phức tạp tối đa mà ta được phép sử dụng đó là ON, chỉ ON thôi. Đấy. AI của mình là 10 mũ 9. Rồi. Đề bài người ta yêu cầu và đếm và đưa ra mã màu của những điểm ảnh đặc biệt. Vậy thì ở đây người ta có khi đọc đề các bạn phải gạch chân cái từ điểm ảnh đặc biệt này. Sau đó người ta định nghĩa cái điểm ảnh đặc biệt là điểm ảnh mà không có một điểm ảnh nào khác. Điểm ảnh đặc biệt là điểm ảnh nó không không có một điểm ảnh nào có cùng màu với nó. À, đã hiểu rồi. Ta lấy ví dụ như này. Bây giờ ta có cái các mã màu là 1, 3, 4, 2, 1, 4, 5. Đấy chẳng hạn. Thì với cái test này các bạn cho thầy biết thì điểm ảnh đặc biệt nó là những điểm nào. Các bạn bật cửa sổ comment giúp thầy nhé. À, thầy chào Nguyên nhé, Nguyên đã vào rồi. À, Băng cho rằng là 354. Rồi xin mời các bạn khác. Thuận cũng cho là 354. Nguyên ơi, đề ta đã gửi ở trong nhóm Zalo nhé. Em hãy tải đề ở trong nhóm Zalo. Tên file là đây 18. Cái này thả tim được à? Sao mấy đứa thả tim được nhỉ? Phát chưa thì đã thả tim Băng với Thuận rồi, thật là ngầu. Rồi, đã vậy thầy thả tim Khánh Hòa cho nó ngầu. Bây giờ thầy mới biết là chat của Zoom nó có thả tim được. Để trước thì thầy bây giờ nó có cả thằng nó có cả biểu tượng rất đẹp. Rồi, có Khánh Hòa, có Thuận, có Băng là cho rằng là với cái dãy số trên điểm đặc biệt. Rồi, Thanh Nhàn đã vào rồi. Thanh Nhàn vào lại bay là đây rồi. Ta đang làm cái bài đây 18, với bài số 1, bài điểm ảnh đặc biệt. Thì điểm ảnh đặc biệt là cái điểm ảnh mà nó không giống với tất cả các màu khác ở trong cái điểm ảnh đấy. Với cái dãy số 1, 3, 2, 1, 5, 4 thì điểm ảnh đặc biệt thì theo trả lời của các bạn thì Khánh Hòa cho là 5, 3, 5, 4, Thuận 3, 4, 5.
Vũ Hải Băng là 354. Rồi, ok. Như theo đề bài ở đây thì ta đưa ra điểm ảnh đặc biệt theo thứ tự, đúng không? Như vậy thì theo thứ tự đã cho, như vậy thì thứ tự đã cho mình vẫn giữ nguyên. Vậy thì ở đây ta nhận thấy rằng là điểm ảnh đặc biệt đây ta có là 3, 5 và 4. 3, 5 và 4 bởi lẽ số 3 xuất hiện một lần, số 5 xuất hiện một lần và số 4 xuất hiện một lần. Vậy thì bài toán này thì khi đọc đề thì các em hẳn là đã có ý tưởng rồi đúng không? Đó là bài toán là đếm số lượng các phần tử mà chỉ xuất hiện một lần. Đấy. Bài này n người ta cho bằng 10 mũ 6 thì thực tế là cũng hơi khó cho mọi người. Đấy. Nhưng với thằng AI là 10 mũ 9 thì việc n bằng 10 mũ 6 là rất rất khó để là có thể làm được phương điểm. Tuy nhiên là với n nhỏ bằng 10 mũ 5 và AI là 10 mũ 6 thì ta hoàn toàn có thể làm được. Với các cái giải thuật như sau. Rồi, ta có thuật toán để giải bài toán này. Ta cùng trao đổi cái thuật toán mà mọi người sẽ nghĩ ngay đến. Đề bài nó quay về là đếm số lượng phần tử chỉ xuất hiện một lần trong dãy số. Đấy, cái bài toán gốc của mình này. Để làm được cái bài toán đếm số lượng các phần tử chỉ xuất hiện một lần trong dãy số thì ta có nhiều các cái kỹ năng có thể làm được. Trong đó cái tư tưởng đầu tiên ta phải nghĩ đến ngay đó là chính là việc đếm phân phối. Vì ta sẽ thực hiện là đếm phân phối. Có bạn sẽ hỏi thầy là thưa thầy đếm phân phối là gì? Đợt vừa rồi nghỉ hè với kiểm tra học kỳ 2 xong em quên hết đếm phân phối rồi. Nhé, đếm phân phối đó là cái kỹ năng đếm. Bây giờ thầy để hiểu, để giải thích rõ hơn đến phân phối là gì. Ví dụ như thầy cho cái dãy số, thầy lấy luôn cái dãy số kia đấy. Với cái dãy này. Bây giờ thầy sửa số 5 này thành nhà số 6 đi. Đấy. Thì với cái dãy số này thì thầy sẽ sử dụng một cái không gian độ nhớ. Như sau. Đầu tiên là các số tự nhiên sẽ đánh số thứ tự từ số bé nhất cho đến số lớn nhất sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tức là thầy sử dụng một cái mảng lưu. Giả sử thầy gọi nó là mảng này là mảng C. Thì khi đó thầy sẽ thực hiện đếm như sau. Các em cùng quan sát nhé. Thầy sử dụng này sao nó không nhảy lên trên nhỉ? Chờ thầy tí rồi thầy cho nó cũng thích con tên lại này. Hôm nay ở Yên Bái trời mưa quá, không biết ở các bạn là có mưa không, ở bên Tuyên Quang có mưa không Thành Hoa? Ta có bạn Khánh Hòa ở Tuyên Quang này, bạn Nhàn ở Thanh Hóa này, bạn Phát ở Ninh Bình này, Nguyên cũng ở Ninh Bình này, bạn Thuận và bạn Băng ở Yên Bái. Trung Trung ở Yên Bái, quên mất, tự nhiên thầy quên mất Trung. Ta quay trở lại cái Khánh Hòa bên Tuyên Quang cũng mưa lất phất à. Bên thầy hôm nay trời rất oi và bây giờ đang mưa rào, hy vọng là không có sấm chớp. Các bạn học cùng một lớp, các bạn cũng trao đổi, tranh thủ trao đổi nói chuyện làm quen nhau nhé. Việc mình học cũng chỉ là một vấn đề quan trọng, nhưng cũng mở rộng mối quan hệ cũng là quan trọng hơn. Đây mảng A, đây là dãy A của thầy là dãy 134 132 1246. Bây giờ thầy sử dụng một cái mảng C, thầy đến phân phối như sau. Khi mà gặp số 1 thì ở ô số 1 thầy tăng lên một đơn vị. Rồi. Khi gặp số 3 thì ở ô số 3 thầy tăng lên một đơn vị. Khi gặp số 2 ở ô số 2 thầy tăng lên một đơn vị. Như vậy thì khi gặp số AI thì thầy sẽ tăng ở cái vị trí C của AI lên một đơn vị.
Khi thầy gặp số 2, gặp số 1 kế tiếp thì ở cái ô C1 này nó lại tăng lên một đơn vị nữa. Khi gặp số 2 thì nó là kế tiếp thì nó sẽ tăng lên một đơn vị. Khi gặp số 6 thì tại ô số 6 tăng lên một đơn vị. Khi gặp số 4 tại ô số 4 tăng lên một đơn vị. Ở các ô không tăng lên thì giá trị của nó bằng 0. Vị trí này đó chính là vị trí amin, vị trí này vị trí amax. Do đó kỹ thuật đếm phân phối nó sẽ thực hiện đếm phân phối từ giá trị min cho đến giá trị max của một mảng nhé. Ta lưu ý ở chỗ đấy. Lưu ý rằng trong Pascal thì chỉ số của mảng có thể là số âm, nhưng mà ở trong C cộng cộng chỉ số của mảng nó bắt buộc phải là chỉ số dương. Do đó có một số các cái kỹ thuật người ta hay sử dụng gọi là kỹ thuật dịch chuyển mảng. Kỹ thuật dịch chuyển mảng tức là người ta cộng chỉ số này với một cái hằng số để người ta nhấc cái mảng từ chỉ số âm sang chỉ số dương. Đấy. Còn ở trong phần này thì ta chủ yếu xoay quanh là ta thực hiện đếm phân phối thôi. Đây chính là thằng này amin nhé, còn đây chính là thằng amax. Vậy thì ở đây thì ta nhận thấy rằng số 1 xuất hiện 2 lần, số 2 xuất hiện 2 lần, số 3 xuất hiện 1 lần, số 4 xuất hiện 1 lần, số 5 xuất hiện 0 lần, số 6 xuất hiện 1 lần. Đấy. Như vậy sau khi cái công việc này ta thực hiện duyệt y chạy từ 1 cho đến n, đến ô thứ y thì ta tăng. Bước 2 thì ta duyệt y chạy từ 1 đến n, ta tăng ô ở vị trí C của AI tăng lên một đơn vị. Ở bước thứ 3 thì ta sẽ thực hiện là duyệt từ đầu mảng C cho đến cuối mảng C. Mảng C thì cái phần tử đầu tiên của nó chính là thằng amin. Ở đây thì với cái bài toán này thì ta nhận thấy rằng n số nguyên dương nên do đó thằng amin của mình nó sẽ bé nhất, nó nếu có thể nó chính là bằng 1. Lớn nhất của nó là chính là cái giá trị lớn nhất của nó đó chính là thằng rmax. Vậy thì ở cái bước này thì ta sẽ tìm rmax là giá trị lớn nhất của mảng. Cái bước này thì gọi là bước 0 rồi vậy. Bước 3 ta duyệt từ 1 cho đến rmax. Đây, duyệt từ giá trị số 1 cho đến vị trí rmax là cái thằng cuối cùng này. Nếu C ở vị trí nào mà xuất hiện có đúng bằng 1 thì điều đó chứng tỏ ký hiệu đó xuất hiện một lần, đúng không? Thì ta sẽ thực hiện vậy thì ở đây thì ta nhận thấy là trong cái đề bài này mưa chúng thầy to quá. Rồi, đợi mưa. Trong đề bài người ta yêu cầu là đưa lần lượt đi đưa ra các mã màu theo thứ tự đặc biệt. Vậy thì về với lại dòng đầu tiên ta ghi số lượng. Vậy thì ở cái bước 3 này, bước 1 thì thực hiện là bước 2 là đếm phân phối. Thì ở bước thứ 3 ta sẽ thực hiện đếm số lượng phần tử CI bằng 1. Bằng hoặc đây là số lượng phần tử AI xuất hiện đúng một lần, tức là mã màu nó chỉ xuất hiện đúng một lần nữa. Vậy ở bước này thì chắc hẳn các em cũng đều nhận thấy rằng ta sẽ duyệt từ 1 cho đến rmax. Nếu C ở vị trí nào mà có giá trị bằng 1 thì ta tăng biến đếm lên. C ở vị trí nào có giá trị bằng 1 thì ta tăng biến đếm lên. Biến đếm trước đó ta phải tạo biến đếm bằng 0.
Như vậy thì sau đó ta đưa thằng Z ra. Vậy đưa đưa thằng Z ra thì ta thu được là 3, ở đây là số lượng phần tử đạt là xuất hiện một lần. Rồi bây giờ ta làm thế nào để ta đưa được các phần tử ở vị trí nó đưa số 6 xuất hiện đúng một lần, số 8 xuất hiện đúng một lần là theo đúng thứ tự này. Vì theo cái góc độ, cái cách xử lý của thầy, các em có thể nghĩ theo cách khác hoặc là cài đặt theo cách khác. Nhưng với thầy thì thầy sẽ làm như thế này. Thầy đề xuất nhé, em có thể sử dụng. Ta sang bước 4. Bước 4 thì ta sẽ thực hiện là duyệt y chạy từ đầu mảng A cho đến cuối mảng A. Khi đó nếu C của thằng AI, tức là nếu mà phần tử AI mà xuất hiện một lần, nếu C của thằng AI mà và một lần thì điều đó chứng tỏ rằng thằng AI nó chỉ xuất hiện đúng một lần. Vậy thì người ta đưa thằng AI ra. Chúng ta đưa thằng AI. Khi đó các phần tử này nó sẽ đưa ra được theo thứ tự như trên. Vậy thì với cái bài toán DADB này là bài điểm bài đặc biệt ấy, thì nó quay về cái bài toán cơ sở của ta là bài toán là đếm số lượng phần tử chỉ xuất hiện một lần trong dãy. Và cái cách thầy đề xuất ở đây theo cách một mà thầy làm như thế này thì độ phức tạp thuật toán của nó là bao nhiêu, các bạn comment cho thầy biết. Hãy các bạn cho biết thầy biết cái sắp tác một này độ phức tạp thuật toán là bao nhiêu để xem đây. Để chụp lại nhé. Rồi, các bạn bật cửa sổ chat và các bạn xem ở trên Zalo. Thầy vừa gửi cái ý tưởng thuật toán để giải bài này. Các bạn bật comment giúp cho thầy biết với thuật toán như trên thì độ phức tạp thuật toán là bao nhiêu? Độ phức tạp của thuật toán là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện trong chương trình. Các bạn trả lời đi. Thuận đề xuất rằng là OR max hoặc là ON. Xin mời các bạn khác. Độ phức tạp thuật toán là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện trong chương trình. Phát đề xuất là OR max. Các bạn khác thì sao? Theo băng thì sao? Băng đề xuất là ô n bình. Khánh Hòa đề xuất là ô r max. Nhàn thì sao em? Như vậy thì ta thấy rằng là các bạn đã đề xuất ra được cái độ phức tạp của thuật toán. Vậy thì tới đây thầy cũng sẽ phân tích được cái cách tính độ phức tạp thuật toán nhé. Cách tính độ phức tạp thuật toán nó sẽ là số lượng phép toán tối đa thực hiện trong chương trình. Chỗ nào tốn kém nhất thì nó sẽ là tính theo ô max ở vị trí đấy. Chào Minh Chu. Minh Chu vừa mới vào. Chu Minh. Chúng mình vào bài, em sẽ làm cái bài số 1 ở trong đề số 18 nhé. Đây 18 nhé. Chào em, lâu lắm mới gặp em. Ta có cái đoạn code chương trình thầy vừa đang hỏi các bạn, với cái đoạn code chương trình trên thì độ phức tạp thuật toán là bao nhiêu. Thì tới đây thầy giới thiệu lại cái cách tính độ phức tạp của thuật toán nhé. Cái phần đọc dữ liệu, bài dãy của mình có n phần tử, nên độ phức tạp thuật toán của mình đây viết bởi ký pháp O lớn, tức là chữ O in hoa.
là owner. Để tìm giá trị lớn nhất của mảng thì ta cứ for từ đầu đến cuối để tìm giá trị lớn nhất. Độ phức tạp thuật toán viết tuổi thì pháp ô lớn là mất n phép tính. Giải thuật đếm phân phối thì rõ ràng ta nhận thấy rằng nó sẽ chạy từ thằng r min cho tới thằng r max. Do đó độ phức tạp thuật toán của giải thuật, độ phức tạp thuật toán đếm phân phối là ô của r max. Đếm số lượng phân tử có xuất hiện trong dãy này độ một lần cũng là ô của r max, bởi vì mình sẽ for y chạy từ 1 đến r max mà. Rồi cái đoạn duyệt này thì ta cũng thực hiện là ô của r max. Đấy. Vậy ta cho y chạy một lần nếu c của a y bằng 1, bởi vì mình cho quên chỗ này, ta cho chạy từ 1 đến n. Cái này chỉ mất ô n thôi. Này đi tìm ra. Đây cầm cho nó cái ô tí nữa nó tự về. Các bạn con nhà thầy trời mưa nó lại chạy đi chơi đâu rồi. Như vậy thì ta nhận thấy rằng là độ phức tạp thuật toán của ta là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện. Như vậy thì ta nhận thấy là trong một số chỗ này nó đang sử dụng là OR max hoặc là OR. Như vậy thì theo đề xuất của Thuận thì một trong hai thằng này phát là OR max. Nhàn thì em không biết ạ, nhà đây là nhà. Độ phức tạp thuật toán là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện trong chương trình. Ký hiệu bởi chữ ký pháp chữ O lớn. Khánh Hòa đề xuất là O max. Rồi. Như vậy thì nó sẽ bằng cái giá trị lớn nhất của trong các thằng này. Vậy thì ta có độ phức tạp thì nó sẽ tính là bằng bằng cái hàm max của tất cả các cái thằng ô đấy. Ở đây thì ta thấy có hai loại ô là ô r max và ô của n. Đấy. Thì khi đó thì ta nhận thấy rằng thằng ô r max và thằng ô n đây, thì ta quay trở lại ta nhìn giới hạn của đề bài. Thằng n của ta là 10 mũ 6, thằng r max của ta là 10 mũ 9. Do đó ta nhận thấy rằng cái giải thuật ta đang làm như thế này nó không thể chạy lên tới được là 10 mũ 9 được. Đấy. Nên khi độ phức tạp thuật toán của theo cách này thì thầy đánh giá nó sẽ là bằng max của OR max với ON. Điều này có nghĩa là nếu n của ta nhỏ bằng 10 mũ 6 mà AI của ta mà lớn hơn 10 mũ 6 thì độ phức tạp của nó sẽ là OR max. Đấy. Khi mà thằng AI của thầy chỉ là 10 mũ 6, thằng ON n là có khoảng cũng là 10 mũ 6 thì độ phức tạp của nó là chính là một trong hai thằng này. Khi n của ta bằng 10 mũ 6 nhưng thằng AI của ta nó chỉ làm các số 1 2 3 4 5 ấy thì độ phức tạp của ta nó sẽ là ON. Vậy thì tổng quát lên thì với bài tệ, cách làm như trên thì độ phức tạp thuật toán của cái giải thuật này là nó sẽ bằng thằng max, thằng lớn nhất nó sẽ là ô của max của thằng này. Đấy, chúng ta sẽ ghi như này. Đấy, nó sẽ là tính là bằng ô max của thằng này. Thằng nào lớn hơn thì độ phức tạp thuật toán của nó tính hơn lớn hơn. Nhìn vào cái như thế này thì ta nhận định rằng giải thuật này chỉ chạy được với cái thằng r max nhỏ hơn hoặc bằng là 10 mũ 6 và cái thằng n của ta cũng nhỏ hơn rồi bằng 10 mũ 6. Đấy. Các bạn lưu ý nhé, từ đây từ cái chỗ phân tích này ra thì sau này các em sẽ có một cái kỹ năng đọc đề rất thú vị. Đó là khi các em đọc đề mà nếu mà người ta thấy có một cái sắp tác nào đó người ta ghi là AI nhỏ hơn 10 mũ 6 và n nhỏ bằng 10 mũ 6 thì khi đó các em phải suy ngược ra, à như vậy bài toán này chắc chắn sử dụng phương pháp đếm phân phối nhé. Đấy. Bố chào con. Con này đến chơi với bạn đấy à? Con có cầm ô không? Con lấy xe uống đi. Thằng bé nhà này nó đã đi chơi về. Như vậy thì độ phức tạp của ta thì nó sẽ tính là ô của r max. R max ở đây đó chính là thằng giá trị lớn nhất của phần tử của mảng. Hay nói khác đây chính là AI nhỏ hơn bằng 10 mũ 6. Vậy thì khi các bạn đọc một cái đề nào đó mà các bạn nhìn thấy AI nhỏ bằng 10 mũ 6 và N nhỏ bằng 10 mũ 6 thì bài đó chắc chắn sử dụng giải thuật đếm phân phối để giải
để giải quyết theo cái sắp tác này nhé. Ở đây có một cái kinh nghiệm rất thú vị, nhìn giới hạn đề bài để đoán thuật toán. Đấy. Chứ ta không ngồi mò thuật toán vất vả lắm, mà chỉ có kinh nghiệm là nhìn giới hạn đề bài thì các em có thể có được giải thuật. Tuy nhiên với cái cách làm như thế này thì thật là tệ, vì AI của mình là nhỏ bằng 10^9, vậy thì cách làm như thế này không thu được điểm, chỉ được khoảng 80% điểm của bài. Vậy thì câu đầu tiên các bạn hãy cô cài đặt cho thầy cái cách theo cách này trước nhé. Cú đi. Ta có khoảng tầm 5 phút các bạn bắt đầu cài đặt bài này nhé. 5 đến 10 phút, từ 10 phút đi. Bài này tên nó là bài DAB để thầy kiểm tra test có chưa. Đã thế băng một bài mà một test thì chạy quá thời gian, đúng là 80% rồi. Các bạn nào mà không nhớ tài khoản của mình thì để đăng nhập nộp bài trên hệ thống thì các bạn comment báo thầy nhé. Các bạn vào trên trang ilp.hocto.org để nộp bài. Quên thầy tắt mic. Các bạn nào mà không vào trang ilp.hocto.org được thì comment để thầy cấp lại mật khẩu. Ok các bạn. Ta có khoảng tầm 8 phút nữa để các bạn làm bài này theo cách này, cách trên nhé. Hoài Văn xử lý bài này rất chi là rất chi à. Xử lý rất hay. Nói chung tổ chức chương trình bài này mà bạn Hoàng Văn làm được cái này cũng được 80% điểm. Bạn sắp xếp lưu chỉ số mảng A. Sau khi sắp xếp lưu chỉ số xong thì bạn duyệt từ đầu mảng A. Nếu hai phần tử đầu tiên mà bằng nhau
thì bạn được gắn thằng B1 bằng thằng A1 và vị trí của phần tử này là xuất hiện bằng pot của 1. Bằng P của 1, P1 là vị trí phần tử đầu tiên sau khi sắp xếp. À, tóm lại là thằng pot 1 lưu vị trí của cái phần tử trước khi sắp xếp. Nếu hai phần tử cuối rãnh mà khác nhau thì sao? Nếu hai phần tử cuối rãnh của phần tử khác nhau thì cấp phát một phần tử mới và thực hiện lưu chỉ số nó lại là lưu số lượng phần tử bằng 2. Rồi. Rồi sao nữa? À đây là nếu hai phần tử bắt đầu bằng nhau mà hai phần tử lại khác nhau thì cũng là tương tự. Rồi tóm lại là bạn xử lý trong trường hợp đó là hai phần tử đầu bằng nhau và hai phần tử cuối bằng nhau. Sau đó bạn thực hiện cái công việc là duyệt từ đầu dãy cho đến cuối dãy. Nếu hai phần tử khác nhau, nếu phần tử này mà khác thằng đứng trước và khác thằng đứng sau thì cấp phát một phần tử mới đẩy nó vào trong mảng. Ý tưởng rất hay. Tư tưởng của bạn Hoài Băng làm theo cái cách này đó là gấp các phần tử khác nhau sang một mảng mới. Khi gấp các phần tử thì sử dụng lưu chỉ số các cái phần tử và giá trị mang. Rồi. À, thì ý tưởng là như thế cũng rất hay. Cài đặt được trong khoảng chương trình làm rất hay. Còn đây bạn sử dụng quicksort lưu chỉ số. Có góp ý cho Băng thì thầy sẽ góp ý cái gì chỗ này nhỉ? Một là khi sắp xếp thì hạn chế ở đây. Ít khi thầy sử dụng truyền tên mảng để về để và sắp xếp. Về thứ hai đó là khi sử dụng các cái hằng số này thì mình sẽ define một cái hằng số. Ví như thầy gọi nó là n max, ví như là cái dãy thế này. Thầy define một cái n max thì tất cả các vị trí này thầy ghi nó là n max. Thì trong chương trình nó sẽ nghe cũng ngầu hơn. Ở cái băng của chương trình rất đẹp. Các bạn nhớ học theo bạn Băng nhé. Bạn Băng năm nay lớp 9 lên lớp 10. Bạn cô rất đẹp. Rất chi là đẹp. Rất hay. Cảm ơn Băng. Rồi ta xem sản phẩm của các bạn khác. Có bạn nào nộp quá kết quả các đáp án nhỉ? Có Thuận đang báo vì kết quả các đáp án. Thuận kiểm tra lại xem. Xin mời các bạn khác, các bạn cài đặt bài toán này theo giải thuật đã đề xuất. Để có lẽ để đỡ chán thì thầy code cái giải thuật này luôn, đằng nào cũng sẽ phải thêm code vào đây cho các bạn tham khảo. Làm theo cách này đúng là nơi ô của mắt ở đằng này. Đẹp đấy. Hai bàn tay à? Hai bàn tay của em. Bàn tay của em. Hôm nay cho bố thấy ông mặt trời và cái cây ở đây đấy nhé. Nhưng mà không có gì. Ông mặt trời. Có chứ? Các bạn phía bên kia, các bạn tích cực cốt bài và nộp bài nhé. Hiện nay hệ thống chấm vẫn mới nhận được có hai bài nộp của Thuận với của Băng. Độ phức tạp thuật toán của làm theo của Băng do có sử dụng sort nên độ phức tạp của em là vẫn n nhân log n. Trong cái quá trình sort thì em có sử dụng mảng đánh dấu hình như vẫn là ORMAP. Khi tạo project thì các em nhớ làm theo đúng
Đúng rồi. Ta khai báo mảng A và mảng C. À, khi làm việc với chương trình thì các bạn nên làm việc với tệp luôn nhé. Một số bạn có cái thói quen là các em làm vừa code, code xong các em chạy thử, sau đó cuối cùng cuối trước khi nộp bài các em mới thêm pre-open vào. Thì dẫn đến là có một cái việc là khi các em chạy thử chương trình các em phải nhập test lại rất nhiều lần. Và khi làm việc với mảng một chiều, mảng hai chiều là sâu, cái thời gian nhập của các em nó sẽ tốn. Vậy thì chi bằng ngay từ đầu ta sẽ làm việc với tệp nhé. Ngay từ đầu ta, các bạn rèn cái thói quen làm việc với tệp ngay từ đầu. Các anh trong đội tuyển quốc gia thì ngay từ đầu các anh đã làm việc với tệp và các anh gõ luôn, test đề bài vào luôn để nó không bị sai. Bởi vì việc các em chạy nó đúng ra kết quả trên màn hình chưa chắc nó đã ghi ra được file out. Đến cuối các em mới thêm vào có thể bị sai tên tệp, sai phần mở rộng, sai tham số. Và những cái đó thì cuối giờ mình không thể phát hiện ra được. Vậy chi bằng thì các em sẽ làm nó ngay từ đầu. Và thầy cũng yêu cầu các bạn là làm đầy đủ ngay từ đầu luôn. Khi cốt cái giữa toán tử và toán hạng, các em gõ cho nó đẹp vào. Bài này tìm thằng rơm mắt. Thầy khởi tạo nó bằng trừ 1E9 và bằng âm 10√9. Thì thầy vừa đọc dữ liệu và thầy vừa tìm luôn. Rơm mắt với thằng AI. Chỗ này là tìm giá trị lớn nhất. Mà 1E9 tức là 10√9, để tìm giá trị lớn nhất thì ta khởi tạo nó bởi giá trị vô cùng bé. Vô cùng bé là âm 10√9. À, trong cái quá trình làm thì có ví dụ như những cái dòng for như này, các em cũng có thể copy cho nó nhanh. À, chỗ này ta thực hiện đếm phân phối. Bước thứ ba ta sẽ thực hiện là đếm số lượng phần tử mà nó xuất hiện đúng một lần. Khi khởi tạo đếm thì ta khởi tạo red bằng 0. Rồi, thì ta đưa thằng red ra. Thằng red của mình nó xuống dòng nên ta công việc kế tiếp nữa, ta đưa ra các cái phần tử mà nó chỉ xuất hiện một lần. Thì khi đó mảng C của mình đóng vai trò là đánh nó giống như là mảng đánh dấu. Cho y chạy từ 1 đến n nếu phần tử đó chỉ xuất hiện một lần. Nếu phần tử đó xuất hiện một lần thì ta thực hiện đưa phần tử đấy ra. Sau đó ta sẽ new empty file, đặt tên file là DADB, phần mở rộng nó là .inp, định dạng thì ta chọn là all file, nút save để tạo. Rồi bây giờ ta chạy. Khi chạy thì trong lần chạy đầu tiên các bạn nên chạy test đề bài. Khoan đã, chạy giờ các cái test do mình nghĩ ra nhé, các bạn phải chạy test đề bài. Ấn nút build and run để chạy code chương trình. Ở đây cũng nhắc lại các em, tại một thời điểm làm bài thì các bạn chỉ được mở một project. Nếu có nhiều project các bạn nhớ chuột phải chọn close project là để đóng cái project đấy lại nhé. Đây, ta nhớ chuột phải vào project, chọn add file và chọn file out, open. Ok đấy.
Quên. Thì quên mất là C của thằng A đi bằng 1. Rồi đấy, nó ra chỉ có hai thằng. À, khi làm như này thì ta nhận thấy có một cái lỗ hổng khá quan trọng. Cái lỗ hổng đấy nó thể hiện ở cái chỗ này. Khi ta thực hiện thằng C của thằng AI cộng cộng lên, tức là nó tăng số lần xuất hiện lên, nó giống như chỗ này. Đây, nó chính là cái mảng C, là cái mảng này. Nó tăng lên. Khi nó tăng lên thì rõ ràng ở lần ở phiên tăng đầu tiên thì giá trị trước đó nó của nó sẽ phải còn bao nhiêu? Đúng không? Vậy thì ta sẽ phải khởi tạo cái mảng C ban đầu bởi một giá trị 0. Vậy thì ở đây ta có câu lệnh main set mảng A à mảng C bởi giá trị 0 với size of C. Đấy. Câu lệnh này là khởi tạo tất cả các thằng CI bằng 0. Đấy, đó là câu lệnh main set. Câu lệnh này để phủ toàn bộ mảng. Thông thường người ta chỉ phủ nó bởi giá trị 0, giá trị true, giá trị false nhé. Ít khi người ta khởi tạo nó bởi một cái giá trị vô cùng lớn, vô cùng bé hay là một giá trị khác. Thường người ta chỉ main set nó bởi một cái giá trị như này. Rồi. Người ta sẽ thêm phút vào đây. Và cả đây là một cách để gắp thêm của mặt băng vào đây nữa. Đừng. Và ta xem thầy thấy Nhàn đã nộp bài đấy, cái số lượng bài DAB các bạn đang làm rất hay. Hay. À, cái ta vừa làm là đồ phức tạp thuật toán của nó là ô của max của R max với thằng N. Trong đó R max đó chính là thằng AI. Giải thuật chạy tốt với AI nhỏ bằng 16 và N nhỏ bằng 16. Go go, đi bay. Không, con là con kéo bánh vật hai đầu. Thế làm nứt. Để đạt công thức bị vô rồi. Để đạt cô đi mới luôn.
Đây là bài của Nhàn. Rồi. Câu của Nhàn vẫn ra được. Để đấy. Ok. À, một cách về nhà xem cốt của Pháp này. Okay. Rồi ta tiếp tục các bạn nhé. Rồi như vậy ở cái bài trên thì ta đã giải quyết được cái cách làm theo sắp tác 1. Thì ở cái sắp tác thứ hai thì ta đi theo cái hướng giống như bạn Băng khi đã đề xuất và theo cái đồng nhỉ. Rồi ở cái cách thứ hai thì ta có sắp tác 2 thì ta sẽ thực hiện các cái bước như sau. Cho này ta tăng tốc một tí. Ta có bước đầu tiên là nhập dữ liệu. Bước thứ hai ta sẽ thay vì việc ta sẽ sử dụng mảng để phân phối thì ta sẽ thực hiện sắp xếp lưu chỉ số mảng A. Khi đó thì ta các bạn hình dung như thế này. Ví dụ như mà mảng của mình bây giờ ta có số 1, 4, 2, 1, 5, 8, 5 chẳng hạn. Đấy. Thì đây là mảng A của mình. Các chỉ số các phần tử là 1, 2, 3, 4,
5, 6, đây gọi là vị trí của nó, đây được gọi là vị trí, còn đây là giá trị. À, hai mảng này nó đã bị ngược. Rồi, à, đây là chỉ số vị trí, còn đây là giá trị. Đây là số thứ tư, đây là mảng A. Vậy thì bây giờ cũng với cái mảng A này, thầy sẽ thực hiện sắp xếp mảng A lại thành một dãy tăng. Thì khi sắp xếp mảng A thành một dãy tăng thì thầy sẽ thu được là cái số thứ tự của nó chưa có nhé. À, như vậy thì số 1 nó sẽ về đây này, số 2 nó đứng ở đây này, số 4 nó nhảy về đây, số 5 nhảy về đây và số 8 nhảy về đây. Và khi sắp xếp dãy tăng này thì khi đó số thứ tự của số 1 nó vẫn ở 1 này. À, số 1 kế tiếp của ta nó ở vị trí thứ 4. Số 2 của ta nó đang ở vị trí số 3. Nhá, số 2 3, ban đầu nó đang ở vị trí số 3 đây, số 2 vẫn ở 3. Kế tiếp số 4 của ta, số 4 của ta nó đang ở vị trí số 2. Số 5 của ta đang ở vị trí số 6. Ban đầu nó ở vị trí số 6. Số 8 ban đầu ở vị trí số 5. Đấy. Như vậy thì đây là mảng trước khi sắp xếp, đây là mảng A trước khi sắp xếp. Còn đây là mảng A sau khi sắp xếp. Và khi đó số thứ tự của các phần tử ban đầu nó đã bị thay đổi. Mỗi lần ta đổi chỗ thằng A y cho AZ thì ta đâu cũng đổi chỗ vị trí của nó cho nhau. Vậy thì cái kỹ năng này người ta gọi nó là kỹ năng sắp xếp lưu chỉ số. Thì lưu mảng A thì là mảng lưu giá trị, thì chỉ số của nó ta có thể tạo ra là mảng chỉ số. Vậy thì sau khi thực hiện cái công việc trên xong thì ta nhận thấy rằng các phần tử giống nhau nó sẽ đứng cạnh nhau. Vậy thì rõ ràng ta sẽ thực hiện, rõ ràng ta sẽ thực hiện là nén một cái mảng A này tạo thành mảng C. À, mà thực tế lúc này thì đã không cần phải nén. À, khi ta sang nén thực hiện được cái bước này xong thì ta sang bước thứ hai. Sau khi sắp xếp lưu được chỉ số xong thì ta sang bước kế tiếp. Thì ta sẽ thực hiện cái công việc duyệt Y chạy từ 1 cho đến N và thực hiện công việc. Khi đó nếu hai mà phần tử, hai phần tử khác nhau, bây rõ ràng mảng A của mình bây giờ đã được sắp xếp, nếu nó khác cái phần tử đứng sau đó, hoặc là ta cũng thể cho Y chạy từ 2. Nếu mà thằng A mà khác thằng A trừ 1, nếu nó mà khác thằng đứng trước nó, vì khi nó khác thằng đứng trước nó thì rõ ràng là khi hai thằng này khác nhau thì nhưng mà hơi dở nhỉ. Bây giờ xét là trường hợp nó bằng nhau, tóm lại ta vẫn phải nén lại, nếu hai thằng này bằng nhau thì bỏ qua. Nếu gặp một phần tử khác nhau ra mà nó khác, chỗ này thường thì thầy hay nén mà. Tóm lại nén mảng AI thành mảng CI, ta nén mảng A thành mảng C. Chỗ này thực tế việc nén này nó hơi phí công một tí, nhưng mà nó sẽ tiện hơn. Khi ta nén mảng A thành mảng C thì khi đó mảng A của thầy nó sẽ như thế này. Không cần, chỗ này ta xử lý khéo léo đi, chứ việc nén này nó cũng không đúng lắm. Bây giờ ta sẽ thực hiện duyệt trên mảng A. Rồi tóm lại ta để gấp các phần tử khác nhau chỉ xuất hiện một lần sang mảng C có K phần tử. Duyệt trên mảng A các phần tử, đúng không? Chỉ gấp các phần tử xuất hiện một lần. Khi đến phần tử thứ Y mà nó khác cái phần tử đứng trước nó, cái này mà thầy ta
và phần tử trước nó lại khác phần tử trước nó nữa, thì nó được gọi là xuất hiện một lần. Rồi, ok. Cái đoạn đấy về sau khi thực hiện gấp xong rồi thì ta thu được mảng C có K phần tử. Thì ta thực hiện hai nhiệm vụ. Việc thứ nhất ta đưa K ra. Việc thứ hai ta sẽ thực hiện đưa mảng C ra. Đấy. Đây, chỗ này hơi khó nhỉ. Nếu mà đưa mảng C ra như thế này thì nó cũng không đúng lắm. Đây, đây là mảng A. Sau khi gấp xong thì ta sẽ thu được cái mảng này. Ta thu được mảng C. Như vậy cái mảng này nó chưa được sót. Nếu mà đưa ra là 2, 4, 5, 8 thì nó sẽ bị sai. Ta phải sót lại cái mảng này. Bước 3 thì ta sẽ sắp xếp mảng chỉ số tăng dần. Mảng chỉ số này thì có gọi nó là chỉ số thứ y và thành mảng tăng dần. Đấy, ta gọi là mảng chỉ số đấy. Khi sót mảng chỉ số này thì ta lưu ý rằng ta cần phải đổi chỗ. Thằng C, ta cũng đổi chỗ thằng C với thằng CG cho nhau. Đồng thời đổi chỗ thằng CS của vị trí thứ y với CS chỉ số ở vị trí thứ gì. Đây chính là lý do tại sao băng sử dụng giải thuật sắp xếp mà có truyền tên mảng vào đây, đúng không? Rồi sau đó ta thu được mảng C có K phần tử, ta đưa mảng K và đưa mảng C đã được sót ra. Đấy. Vậy thì với cái cách làm như trên thì ta bắt đầu ta đánh giá độ phức tạp của thuật toán. Thì đánh giá độ phức tạp của thuật toán ở đây thì ta nhận thấy rằng cái việc nhập dữ liệu, độ phức tạp của thuật toán của ta là ON. Sắp xếp lưu chỉ số, ta mất O của N nhân log N. Giải thuật sắp xếp nhanh quicksort, độ phức tạp của nó là O log N. Duyệt trên mảng để gấp các phần tử ra thì nó chính là mất O N. Việc sắp xếp lưu chỉ số của ta mất O của K nhân log của K. K lớn nhất bằng N nên độ phức tạp của này nó sẽ tương đương với O của N nhân với log của N. Đấy. Như vậy thì theo cái cách tính độ phức tạp thuật toán đó là giá trị lớn nhất trong các giá trị này. Đấy, giá trị lớn nhất trong cách này. Nên ở đây các bạn đều nhận thấy ta có độ phức tạp của thuật toán là O của N nhân log N. Đấy, nó bằng mắc, bằng giá trị lớn nhất của tất cả các thằng kia. Vậy nó là sẽ O của N nhân log N. Và khi đó N của ta sẽ chạy được với N nhỏ hơn hoặc bằng 14.5. Và ta nhận thấy rằng nó chạy được với N nhỏ bằng 14.5 hay là cái khác, AI của mình có thể lên tới 10.9 được. Vậy thì làm theo cách này thì các bạn nhận thấy như thế này. Thầy copy cái thằng này lên đây nhé. Ta sẽ để ta so sánh nhé. Ở cái cách làm thứ nhất và cách làm thứ hai thì nó khác nhau ở chỗ nào? Về độ phức tạp của thuật toán. Nếu như ở cách thứ nhất là O của mắc N. Đấy. Thì cách thứ hai nó là như này. Thì ta nhận thấy rằng là thằng AI của ta đây là chạy lên tới 10.6. Thằng AI đây có thể chạy lên tới 10.9. Thằng N ở đây nó có thể chạy lên tới 10.6. Trong khi thằng N ở đây chỉ chạy được lên tới 10.5. Như vậy thì ta thấy rằng giữa hai cách này gọi là độ tối ưu hơn với nhau thì nó không hẳn là tốt hơn. Mà nó phụ thuộc vào cái trường hợp cái người sinh test.
Nên khi mà chấm trên thêm ít thì các bạn nhìn thấy là có cách vì những cách của băng chấm ra được 5,4, cách của các bạn còn lại chấm ra được 4,2, thì cũng không đồng nghĩa với cái cách hai, cách của băng hay cách của các bạn nộp bài là nó tối ưu hơn nhau, mà nó phụ thuộc vào cái người sinh test, sinh vào số lượng cái trường hợp bên trên nhiều test hơn hay là bên dưới nhiều test hơn nhé. Và từ đó thì qua cái bài một này các em rèn được một kỹ năng nâng cao cực kỳ quan trọng, đó là kỹ năng nhìn giới hạn của đề bài để dự đoán thuật toán. Ở trong giới hạn đề bài nếu có một cái sắp tác nào đó, ví dụ như người ta ghi là sắp tác 3 n nhỏ bằng 10^5 ai nhỏ bằng 10^9, thì bài này thì kiểu gì ta cũng sẽ thực hiện một số các giải thuật liên quan tới sắp xếp tìm kiếm nhị phân, tức là vừa for vừa tìm kiếm nhị phân. Đấy là hai cái mà ta hay trả về độ phức tạp là n nhân log n. Đấy. Và ai nhỏ bằng 10^9 thì điều đó chứng tỏ rằng ở cái sắp tác 3 mà thầy về này thì nó sẽ không sử dụng kỹ thuật mảng đánh dấu, không sử dụng đếm phân phối. Đấy. Còn ngược lại ở cái sắp tác 1, nếu mà nhìn thấy ai nhỏ 10^6 thì chứng tỏ giải thuật này chỉ chạy với ON. Và n nhỏ bằng 10^6 thì giải thuật này chỉ chạy ON và ai nhỏ thu 10^9, thì điều đó chứng tỏ giải thuật này ta có thể chọn là đếm phân phối nhé. Nói ngắn gọn hơn là nếu ai nhỏ 10^6 thì ta có thể có một tùy chọn là chọn đếm phân phối. Ở trong C cộng cộng nó có cái cấu trúc dữ liệu map. Đấy, thì các bạn có thể map cho tới các thằng ai là 10^6. Hoặc là ta sử dụng đếm phân phối bình thường. Đấy. Còn khi n nhỏ bằng 10^6 thì ta sử dụng là ON. Đấy, như vậy thì ta thấy rằng đếm phân phối hoặc là sử dụng giải thuật for ON. Còn với n nhỏ bằng 10^5 thì chắc chắn ta sẽ sử dụng là. Đấy. Rồi ok Nhàn, tí nữa em sẽ xem lại video sau nhé. Còn đối với n nhỏ bằng 10^5 thì ta nghĩ ngay đến việc bài toán này sẽ phải sắp xếp và cái giải thuật của mình nó sẽ phụ thuộc liên quan tới n chứ không liên quan tới thằng ai nhé. Đó là ở cái bài số 1. Như vậy ở bài làm này thì các bạn có thể cài đặt theo cách số 2. Cách mà giống như bạn Băng đã cài đặt ra và thầy đây thầy sẽ tổng hợp rồi. Còn kỹ thuật cài đặt của mọi người thì các em có thể Chu Minh không vào được à? Ừ, cho thầy cấp lại tài khoản Chu Minh nhé. Có khả năng là nó bay màu. Chu Minh. Đây, Chu Minh mật khẩu là AC chứ nhỉ? Thầy sửa lại mật khẩu ACD nhé. Chu Minh là NB Minh Chu 10, mật khẩu là ABCD nhé. Rồi, vừa rồi thầy đã gửi tới các bạn cái sắp tác 2 và các bạn sẽ cài đặt sắp tác 2 sau nhé. Và ta sang cái bài kế tiếp, bài số 2. Bài tìm kiếm nhị phân. Bài tìm kiếm nhị phân tên đó là bài gì nhỉ? Và bin search là chữ B, bin search đây là rồi. Bây giờ các bạn nghỉ giải lao 1 phút, sau đó ta chuyển sang bài số 2 nhé.
Ta sang bài số 2. Bài số 2 này là một trong những bài ở trong cái phần nâng cao đây lần trước, ban đầu mấy buổi đầu ta cũng đã làm qua rồi. Đó là cái bài toán về giải thuật tìm kiếm nhị phân. Hiện nay thì trong ngôn ngữ lập trình C cộng cộng thì giải thuật tìm kiếm nhị phân nó đã có sử dụng sẵn các cái hàm được cung cấp sẵn. Ta có hàm lower bound và hàm upper bound, hàm tìm kiếm nhị phân. Vậy thì nó gọi là chặt nhị phân, tìm giá trị lớn hơn, nhỏ nhất, lớn hơn, lớn nhất, nhỏ hơn. Vậy thì ở đây thì ta sẽ cần phải ôn lại cái phần hôm nay ta có thể học muộn hơn một tí các bạn nhé. Ta sẽ có cái gọi là tìm một cái giá trị. Đây, đề bài người ta yêu cầu là cho N và Q truy vấn. Và N và Q nhỏ bằng 10 mũ 5 x 10 mũ 5. À, như vậy, N nhỏ bằng 10 mũ 5 dẫn đến là bài này kiểu gì cũng phải tìm kiếm nhị phân rồi, hoặc là sắp xếp rồi. Dòng thứ hai là dãy số A1, A2, AN nhỏ bằng 10 mũ 9. Như vậy bài này không thể đến phân phối. Mình đọc như thế mình biết ngay. Với mỗi truy vấn ta sẽ thực hiện là ta ghi một số nguyên dương x. Kết quả người ta hỏi là vị trí xuất hiện của x trong dãy A ban đầu là bao nhiêu. Đấy. Bây giờ thì ta nhìn thấy như sau. Nếu không x nó không xuất hiện trong A thì ghi ra trừ 1. Đấy. Khi đọc đề các bạn gạch chân những cái từ in đậm. Một trong những kỹ năng nâng cao các bạn cũng cần phải biết đó là kỹ năng gạch chân từ trọng tâm. Ví dụ như với đề bài này thầy sẽ gạch chân những từ in đậm như trên. Ở đây ta có quy truy vấn, đây là một từ in đậm cần phải có. Ở đây ta có n nhỏ bằng 10 mũ 5, đây cũng là một từ in đậm. Ai nhỏ bằng 10 mũ 9, tức là khi đọc đề các bạn gạch chân ở các từ này để các bạn định hướng ngay bài toán này ta sẽ sử dụng giải thuật gì. N nhỏ bằng 10 mũ 5 thì chứng tỏ bài này kiểu gì cũng phải sót rồi. Nhá. Bài này kiểu gì đi cũng phải sắp xếp. Đấy. Hoặc là tìm kiếm nhị phân. Ai nhỏ bằng 10 mũ 9 thì cái bài này chắc là ta chỉ liên quan tới N thôi. Ta không thể sử dụng đánh dấu đánh dứt gì rồi. Nếu ai ở đây cho 10 mũ 6 ta nghĩ ngay bài này có thể sử dụng mảng đánh dấu. Hoặc là sử dụng đếm phân phối. Rồi bây giờ với mỗi truy vấn thì ta in ra kết quả là có xuất hiện số đó có trong dãy hay không. Nhìn cái test đề bài nhé. Một trong những cái cách để gỡ được khúc mắc khi đi thi với các em đó là nhiều cái bài thi, nhiều cái đề ấy, người ta chém gió tung trời cái phần này lên. Sau khi đọc đề xong các em mất luôn cả phương hướng, không biết cái đề này nó hỏi cái gì. Cái đó là cái rất hay gặp phải. Và nhất là những cái đề nào mà người ta không ra rõ ràng ở trong những kỳ thi mà chưa đủ lớn ấy, thì đề nó thường không rõ ràng lắm. Thì các em đọc đề xong thì các em rơi vào trạng thái không biết cái đề này nó cho cái gì, hỏi cái gì. Đấy. Thì khi đó thì các bạn có một cái căn cứ rất quan trọng, đó là các bạn đọc cái dữ liệu đầu vào và cái kết quả ghi ra. Đấy. Và sau đó các bạn nhìn vào cái test đề bài. Đấy, bây giờ người ta có N bằng 5, à dãy số 5 phần tử. Q bằng 3, à như vậy người ta có 3 truy vấn, có 3 cái số này. Đấy. Người ta số 2 này nó đưa ra kết quả bằng 2 bởi vì ở đây người ta là vị trí xuất hiện. Như vậy thì ta nhận thấy rằng số 2 này xuất hiện trong dãy. Đấy, số 2 này xuất hiện ở trong dãy là vị trí thứ 2. Số 8 không xuất hiện ở trong dãy, ghi ra giá trị trừ 1 trong đề nếu không tồn tại. Tức là nếu không có thì ghi ra trừ 1. Số 5 này xuất hiện ở vị trí thứ 5. Đấy. Và mảng A này thì ta thấy là nó ngẫu nhiên, đó là một mảng đã sắp xếp tăng. Tuy nhiên ở trong đề bài này người ta chỉ cho dãy số nguyên mà dãy này chưa đảm bảo tăng. Đấy. Vậy thì ở cái bài toán này ta sẽ thực hiện theo các bước như sau. Đúng rồi. Để ấn nhầm Ctrl N nó chạy tung tung. Đây, bài số 2. Về thuật toán thì bài toán này thì ta nhận thấy rằng là đây là bài toán tìm kiếm phần tử x có xuất hiện
ở trong cái dạy A hay không. Thì bài toán này nó được gọi là bài toán tìm kiếm cơ bản. Đấy. Với một cái bài toán tìm kiếm cơ bản thì có thường là sẽ có hai cách làm. Thông thường cách thứ nhất ta sẽ thực hiện là tìm kiếm tuần tự. Đấy. Tìm kiếm tuần tự thì độ phức tạp của nó thì ta sẽ thực hiện công việc là duyệt từ đầu dãy số đến cuối dãy số xem có cái số x hay không. Nếu có số x thì đưa nó ra, nếu không có số x ta sử dụng kỹ thuật cầm cờ để phát hiện nó không có x, ta đưa ra giá trị là 1. Độ phức tạp của nó là ON. Thì tổng quan của bài toán này ta có quy truy vấn nên nó sẽ mất ô của N nhân quy. Đấy. Ở đây thì ta có N bằng 10 mũ 5, quy bằng 10 mũ 5 thì N nhân quy bằng 25 nhân 10 mũ 10. Vậy thì giải thuật này không tốt. Thì vậy thì ta sẽ thực hiện là giải thuật là tìm kiếm nhị phân. Giải thuật tìm kiếm nhị phân thì độ phức tạp của nó là như ở cái phần trước thầy trò mình đã học. Giải thuật tìm kiếm nhị phân của nó là sẽ ON nhân log N. Vậy thì bài này có quy truy vấn thì nó sẽ ô của quy nhân log n. Đấy. Và với n quy nhỏ bằng 5 nhân 10 mũ 5 thì độ phức tạp giải thuật như này là nó sẽ phụ điểm. Vậy thì ta sẽ làm theo cái cách thứ hai này, theo tìm kiếm nhị phân. Vậy thì theo tìm kiếm nhị phân thì ta nhận thấy có một số các cái đặc điểm. Ta lưu ý giải thuật tìm kiếm cái việc tìm kiếm nhị phân một giá trị ở trên một cái mảng A, Y. Việc tìm kiếm nhị phân chỉ trả về giá trị đúng. Ở khi cái dãy A là dãy không giải hoặc tốt nhất nó là cái dãy tăng ngặt. Đấy. Cái chỗ điều này cực kỳ quan trọng nhé. Bởi vì cái test đề bài này nó rất lừa tình với các bạn, đó là nó cho một cái dãy đã tăng rồi nhưng bây giờ cái dãy số này người ta đảo vị trí nó đi thì việc tìm kiếm việc các bạn tìm kiếm nhị phân trên mảng chưa được sắp xếp chắc chắn sẽ bị sai kết quả. Đấy. Sai kết quả vì giải thuật tìm kiếm nhị phân nó chỉ trả về kết quả đúng khi mà cái dãy số đó đã được sắp xếp. Dãy này đã được sắp xếp và thông thường thì người ta sẽ sắp xếp cái dãy đó theo thành một dãy không giải hoặc tốt nhất nó là một dãy tăng ngặt. Vậy ở đây thầy cũng cần phải định nghĩa là cái cho lâu lâu ta không dùng thì các bạn quên mất hai khái niệm này. Ta có dãy không giải là cái dãy mà AI nhỏ hơn hoặc bằng thằng AI cộng 1. Đấy, thì cái dãy này được gọi là dãy không giải. Tức là có một số các phần tử có thể bằng nhau hoặc các phần tử sẽ phải nhỏ hơn. Đấy. Còn cái dãy tăng ngặt nó lại cũng là cái dãy như thế này. Là dãy các phần tử mà mọi cặp số AI nó đều nhỏ hơn. Đấy. Vậy thì dãy tăng ngặt và dãy không giải nó khác nhau nhé. Dãy tăng ngặt là không có phần tử nào bằng nhau. Còn dãy không giải là dãy có phần tử bằng nhau. Yeah. Ở trong đề bài này người ta cho N là dãy số nguyên mỗi truy vấn như thế này. Và bây giờ người ta cho dãy số nguyên như thế này. Thì người ta không, trong đề bài người ta không nói rõ là dãy số A này có phải là dãy phân biệt hay không. Đấy. Tuy nhiên thì trong đề bài này người ta có là dãy số nguyên này đã được sắp xếp tăng dần. Đấy. Thì ta đọc đề ta thiếu một cái dòng này. Tuy nhiên nếu cái dòng này nó không có thì việc của ta sẽ làm việc trên một cái mảng thì các em sẽ cần phải là sắp xếp dãy đó thành một dãy tăng dần nhé. Và đây ta phải các em cũng phân biệt giúp thầy, đó là ta có hai loại. Loại thứ nhất là dãy không giải, đó là phần tử đứng trước bé hơn phần tử đứng sau, bé hơn hoặc bằng phần tử đứng sau. Loại thứ hai là dãy tăng ngặt, đó là phần tử đứng trước bé hơn phần tử đứng sau, nó không có xảy ra trường hợp dấu bằng. Đấy. Vậy thì ở trong với cái bài này thì dự kiện thầy bổ sung thêm cho đề ta đó là các phần tử này được sắp xếp thành một dãy tăng, không phải tăng dần, tăng dần nữa, mà tăng ngặt nhé. Tăng ngặt. Cái tăng dần này nó không đúng lắm. Ta dùng từ tăng ngặt đi. Tăng ngặt tức là một dãy đã được sắp xếp tăng và không phần tử nào bằng nhau. Ở trong đề bài này thì dãy số đã được sắp xếp, vậy thì do đó ta chỉ cần bước 1 ta thực hiện nhập mảng A.
nhập giá trị. Bước nhập giá trị thông thường thầy hay gọi nó là bước 0, gọi là bước đọc dữ liệu. Vào biến N, biến Q và mảng A. Ta sang bước 1. Bước 1 thì ta sẽ thực hiện là duyệt từ đầu dãy cho đến cuối dãy số, à duyệt duyệt từ truy vấn đầu tiên. Việc đọc dữ liệu này thì bao gồm chỉ có đọc N, đọc Q và cái dãy AI thôi. Đấy. Cần thiết thì các bạn đọc vào, thì bây giờ thông thường thầy sẽ cài đặt như thế này. Cứ với mỗi số nguyên dương x, thầy xây in vào thằng x, thì thầy sẽ thực hiện cái công việc là thầy gắn biểu thức để dùng biến gì bây giờ nhỉ? Trước đây thầy hay sử dụng trả về một giá trị tìm thấy là một biến kết quả. P là biến dùng để P hay sử dụng để làm gì nhỉ? P hay sử dụng để kỹ thuật cầm cờ. K dùng để lưu mảng, lưu các phần tử khác nhau. Cái chỗ này sử dụng cái biến gì để lưu được? Biến Q dùng mất rồi. Vậy biến T đi. Ta gắn gạo gọi T là tìm kiếm nhị phân của X trong mảng A. T là vị trí của X trong mảng A. Đấy. Thì cái tìm kiếm nhị phân đây nó là hàm tìm kiếm nhị phân do mình cài đặt nhé. Rồi, khi đó ta nhận thấy rằng là nếu thằng T của thầy mà lớn hơn 0 thì điều đó chứng tỏ rằng có tồn tại vị trí của x ở trong dãy, thì thầy xeo thằng T ra. Ở trên đề bài thì ta thấy rằng các kết quả này nó nằm trên các dòng khác nhau, thì ta xeo endline ra. Đấy. Ở đây thầy có một cái dòng ghi chú ở đây để với cái bài toán khác các em lưu ý nhé. Việc tìm được, ta vừa for trên một dãy chuỗi giá trị và với mỗi chuỗi giá trị ta tìm kiếm nhị phân nó, thì phải đảm bảo rằng mảng A đã được sắp xếp. Nếu mảng A chưa sắp xếp thì ta sẽ gọi cái thằng sort mảng A cộng 1, A cộng N cộng 1 để sắp xếp mảng A nhé. Các cái điều này cực kỳ quan trọng. Nếu mà cái mảng A mà chưa sắp xếp thì các bạn phải gọi cái thủ tục sort nhé. Còn với cái bài toán này, vì bài toán của cái với bài toán này ta đã sắp xếp rồi thì ta không cần phải gọi nữa. Nhưng nếu bài nào mà chưa sort thì các em hãy sort cái mảng A thành dãy tăng, thì việc tìm kiếm nhị phân nó mới đúng được. Trong rất nhiều đề thi người ta hay bẫy mình bởi một cái test input đề bài, người ta cho nó sort thành một dãy tăng rồi. Và một số bạn ngây thơ cứ thế là làm. Rồi sau khi thực hiện xong cái này ngược lại thì ta sẽ ra trừ 1. Một số bạn khi nộp bài thì thường lại bị thiếu mất chữ return 0 ở cuối chương trình. Thì các bạn lưu ý rằng là khi các bạn đi thi học sinh giỏi trong Themis, khi các bạn nộp một bài nào đó, phải đảm bảo rằng cái câu lệnh cuối chương trình của mình sẽ là câu lệnh chữ return 0 nhé. Nếu các bạn không có chữ return 0, bài đó chắc chắn sẽ bị 0 điểm khi đi thi học sinh giỏi. Lưu ý chỗ đấy. Chắc chắn phải có return 0 ở đây nhé. Bởi vì ở đây ta gọi int main là một hàm thì cuối chương trình nó phải return bởi một giá trị nào đó. Nên ở đây nếu không thiếu chữ return 0 thì các em chạy trên code block, chạy trên trình duyệt online nó vẫn trả về kết quả đúng, nhưng chấm trên phần mềm chắc chắn sẽ bị không điểm. Vậy để tránh bị mất điểm oan ức bởi vì một cái lỗi không đâu vào đâu này, thì ta lưu ý khi các bạn tạo project mới thì các bạn xóa ở phần trên cái chữ return 0, các bạn giữ lại nhé. Đây, kinh nghiệm xương máu nhiều cao thủ đã hy sinh các bài này. Rồi thầy gửi Peter. Loa chạy quá.
Rồi bây giờ các bạn cài đặt các bạn cài đặt bản đồ bài này nhé, để xem bạn nào đã nộp bài này. Bài ba ba bin search chưa thấy bạn nào nộp, các bạn cài đặt luôn để thầy ép thời gian. Bởi vì ta thầy trò mình đang ở trong cái lớp nâng cao nên thầy đang định hướng thôi. Còn nhiệm vụ của các bạn là ta sẽ cố gắng làm các bài tập nhé. Server trong đợt hè này chạy 24/7 phục vụ các em nộp bài. Thời gian không tí nữa mải làm quên mất. Rồi xin mời Nguyên nhé, Chu, Khánh Hòa, Phát, Trung và Thuận và Băng, các bạn tích cực làm bài đi sớt nhé. Vừa nói xong cái đã thấy Băng được bài. Thầy đi kiếm cốc nước đây. À, Băng vừa nộp nó báo là chữ chưa chấm à? Để thầy kiểm tra lại xem cái thư mục test của bài này có vấn đề gì không? Tại sao nó báo chưa chấm nhỉ? Chờ thầy một giây. Test có vấn đề gì đâu nhỉ? Đấy, thì bây giờ chúng ta là trong cái bộ test này. À, đấy, thằng test 2 chưa có. À, nó bị lỗi test 2. Chả check cái file này. Đây đây thầy kiểm tra lại cái test của bài này một giây. Thầy chắc nãy giờ chưa thấy bạn nào nộp bài này.
Xem còn thế nào nữa. Bài này nó phải hơi nhiều test đấy, để chưa kiểm soát hết được. Chắc có mỗi test đấy này. À, có một test lỗi nhỉ. Thầy đang chấm lại bài bi sớt này. Các bạn tích cầm đồ nộp lên nhé. Vừa rồi cái test số 2 nó bị báo thiếu mất file out, thế là nó bay ra ngoài. Phải quên mất bài này nó có tận 40 test. Thôi các em hãy quên nó đi nhé. Để cho mình tiếp tục đi. Cứ để cho nó chấm. Bạn nào cứ các em cứ nộp lên server nhé. Thì nó tự chấm. Ở cái bài thầy cho mình vừa làm ở đây thì theo cách này thì ta có bài insert, ta có cái giải thuật tìm kiếm nhị phân. Vậy thì ở chỗ phần này thì thầy cũng muốn chốt lại với các bạn cái tư tưởng của giải thuật tìm kiếm nhị phân và cái cốt mẫu của nó. Có nhiều cách tổ chức khác nhau cho cái giải thuật tìm kiếm nhị phân, thì ở đây trong phần nâng cao ta cũng phải chốt lại để khi nào các em cần dùng đến cứ lôi nó ra dùng, không phải sáng tạo những cái giải thuật cốt mẫu. Bài này tên nó là bài thôi. Để cô mua cái đoạn là cô chương trình tìm kiếm nhị phân không? Rồi bây giờ cái giải thuật tìm kiếm nhị phân của thầy là có tìm tìm trả về vị trí, thầy gọi nó tên là tìm kiếm nhị phân của một cái giá trị u có tồn tại trong dãy số hay không. Cứ tìm kiếm nhị thầy phân tìm u có xuất hiện trong cái dãy hay không, nếu có thì trả về vị trí. Cái giải thuật tìm kiếm nhị phân thì nó như thế này. Cái này thì giải thích lại cho các bạn một chút. Về cơ bản là ở cái lớp nâng cao thì các bạn cũng đã nắm được rồi, nhưng mà chi bằng mình ta cứ nhắc lại cho nó chắc. Với một cái dãy số ban đầu của mình như thế này. Đấy, với một dãy số ban đầu như thế này thì dãy số các phần tử trên mảng A nó đã được sắp xếp tăng, nó được giải trên một trục số. Thì để tìm kiếm nhị phân thì ban đầu thầy chọn con trỏ đầu vào dãy số, con trỏ cuối vào cuối dãy số. Thì khi đó thầy có một cái thằng gọi là thằng A giữa. Thằng này gọi là thằng A giữa. A giữa thì nó chọn là phần tử đứng giữa của dãy số. Giữa của nó trong nó sẽ bằng đầu cộng cuối chia 2. Thì khi mà tìm một cái giá trị U ở trong dãy số thì có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là U nằm ở bên tay trái. Ở đây. Khả năng thứ hai, U nó nằm ở phía bên này. Bây giờ ta đang nói ở khả năng thứ nhất. Khi U nằm ở bên tay trái, thì ta thấy ta so sánh thằng U này với thằng A giữa, thì rõ ràng thằng U này nó nhỏ hơn thằng A giữa. Đúng không? Vì U nằm bên tay trái mà. Khi U nhỏ hơn nằm trong A giữa thì chứng tỏ rằng cái nửa bên phải này không thể có thằng U được. Đấy. Thì để biết, để khẳng định rằng nửa bên phải không có thằng U, thì con trỏ cuối của thầy sẽ di chuyển đến trước con trỏ giữa, thì khi đó không gian tìm kiếm của mình sẽ giảm đi một nửa. Đấy. Sau đó với cái đoạn dãy số mới này thì con trỏ cuối của thầy đang trỏ ở đây, con trỏ đầu vẫn ở đây, thì nó lại xác định một cái thằng A giữa mới, nó so sánh với thằng U. Khi đó giả sử U của thầy nó nằm ở bên nửa bên tay phải này, thì khi đó cái đoạn bên trái này chắc chắn không có. Vậy thì con trỏ đầu của ta sẽ di chuyển đến vị trí giữa cộng lên một đơn vị. Đấy. Vậy thì con trỏ đầu của ta, bây giờ dãy số của ta sẽ bắt đầu từ đây đến đây.
Sau đó nó lại lấy một cái thằng giữa ở đây, nó lại so sánh với thằng U. Và ta nhận thấy rằng cứ sau mỗi vòng lặp thì con trỏ đầu có xu hướng di chuyển từ trái sang, con trỏ cuối nó di chuyển từ bên phải sang. Đến khi nào hai con trỏ này nó nhảy qua nhau, đẹp nhá, con trỏ đầu nhảy qua con trỏ cuối nhảy qua con trỏ đầu, ta tạm gọi là người dưng ngược lối ấy. Tức là hai thằng này đi qua đời nhau, không như đi qua nhau. Khi nó đi qua nhau thì điều đó chứng tỏ cả cái dãy số này đã tìm xong và không tồn tại thằng U. Đấy, và khi đó ta cũng sẽ dừng luôn, bởi vì đầu chạy từ đầu cuối, từ đầu đến cuối, cuối chạy từ cuối về đầu, mà hai thằng bước qua đời nhau rồi thì thôi, đúng không? Thì khi đó giải thuật của ta dừng và ta kết luận là không tìm thấy. Với cái nhận định như thế thì giải thuật tìm kiếm nhị phân của ta, ta sẽ cài đặt đúng như thế luôn. Ban đầu thầy khai báo con trỏ đầu, một số bạn thích sử dụng con trỏ left, con trỏ right cũng được. Ta cốt nó hơi chuẩn nông thôn mới một tí. Cuối trỏ vào cuối dãy là trỏ vào phần tử thứ n. Thì thầy có thằng thầy nhận thấy rằng chừng nào con trỏ đầu của thầy mà đang còn nhỏ hơn hoặc bằng con trỏ cuối thì chứng tỏ dãy số này chưa được duyệt hết, thì thầy mới thực hiện công việc. Thầy gắn thằng giữa thì bằng đầu cộng với cuối chia cho 2. Cái việc xác định thằng giữa này thì có nhiều cái cách khác. Thằng giữa này, cái cách chia dãy số này chỉ là một cách chia các bạn nhé. Trong giải thuật tìm kiếm nhị phân tổng quát ấy, thì cái thằng giữa này thì người ta có một số cách. Có người thì người ta là lấy đầu cộng với là cuối trừ giữa cộng 1. Cuối trừ đầu cộng 1. Hoặc là có thằng thì có người thì người ta lại lấy là random của cái giá trị là cuối trừ đầu đấy, cộng lên 1, tức là lấy một cái vị trí bất kỳ ở trong cái đoạn từ đầu đến giữa đến cuối. Nó rất hay ở chỗ đấy. Thì tuy nhiên thì cái cách để chọn ra một cái khóa phổ biến mà đối với các bạn học sinh hay sử dụng, đó là ta chọn khóa giữa là bằng thằng đầu cộng cuối chia 2, là lấy thằng ở giữa. Và không mất tính tổng quát thì ở trong giải thuật tìm kiếm nhị phân tổng quát ấy, thì cái con trỏ giữa này này, ở đây thì đây cái con trỏ giữa này này, với một cái dãy số như thế này đấy, con trỏ giữa thường mình lấy dãy số lấy ở vị trí này. Tuy nhiên với cái dãy số đó ta hoàn toàn có thể lấy con trỏ giữa là nó bị lệch sang bên trái hoặc là lệch sang bên phải đều được, bởi vì miễn là nó không phải thằng đầu, không phải là thằng cuối là được. Khi đó ta chặt không gian tìm kiếm thành hai phần khác nhau. Đấy, không gian tìm kiếm thành hai phần khác nhau. Và với cái cách như thế thì các bạn mới hình dung được rằng là cái khóa để ta chọn ở vị trí ở giữa không chỉ đơn giản là đầu cộng cuối chia 2 nhé, có nhiều cách chọn khác nữa. Còn cái cách ta đang làm là cách phổ biến dành cho học sinh hay sử dụng và nó dễ cài đặt và dễ nhớ. Bây giờ ta sẽ thực hiện là nếu cái thằng mà đứng giữa mà bằng giá trị cần tìm, đó chính là bằng giá trị U, thì tuyệt vời quá, đó chính là vị trí cần tìm. Thì ta sẽ thực hiện là return ra thằng U, return ra thằng giữa. Đó chính là nếu thằng A giữa mà bằng thằng U thì chứng tỏ thằng phân tử đó có chỉ số là giữa, là cái vị trí cần tìm. Rồi ngược lại thì ta mới thực hiện cái công việc là nếu thằng A giữa, khi A giữa mà lớn hơn U thì điều đó chứng tỏ U nằm bên tay trái của dãy số. Thì khi U nằm bên tay trái dãy số thì con trỏ giữa của ta, con trỏ cuối của ta sẽ nhảy đến trước con trỏ giữa. Vậy cuối sẽ bằng giữa trừ 1. Ngược lại của trường hợp này, nó không bằng, không lớn hơn, chứng tỏ rằng thằng U nó sẽ là lớn hơn hoặc bằng thằng A giữa, thì chứng tỏ U sẽ nằm bên phải của thằng giữa. Vì U nằm bên phải nên con trỏ đầu của ta sẽ di chuyển từ đầu sang, về con trỏ đầu của ta sẽ là bằng giữa cộng 1. Trong quá trình nhảy thế, vòng lặp quay này dừng, nếu nó không bị return lần nào bởi giữa thì chứng tỏ rằng thằng không tồn tại phần tử nào mà có giá trị bằng U, thì điều đó chứng tỏ là nó sẽ bị là vô nghiệm, tức là không tìm thấy. Vậy thì chỗ này ta sẽ return 1 là, hoặc là return 0 là không tìm thấy cũng được. Đấy, tức là không tồn tại của cái phần tử này trong dãy số.
Vậy thì trên đây là cái giải thuật tìm kiếm nhị phân ta sẽ thực hiện như sau. Để tìm kiếm được một giá trị U trên một cái mảng A đã được sắp xếp tăng, thì ta gắn đầu trỏ vào đầu dãy số, cuối trỏ vào cuối dãy số. Chừng nào đầu đang nhỏ bằng cuối thì thực hiện xác định phần tử giữa bằng đầu cộng cuối chia 2, hoặc là một cái số nào đó ở giữa nó liên quan tới đầu và cuối. Đây gọi là xác định thằng chốt đấy. Chừng nào thằng A giữa, nếu thằng A giữa mà bằng thằng giá trị cần tìm thì đó chính là vị trí cần tìm. Còn ngược lại thì nếu thằng A giữa lớn hơn U thì ta gắn cuối bằng giữa trừ 1 thể hiện rằng thằng U nó nằm nửa bên trái của dãy số thì ta tìm ở phần nửa bên trái. Ngược lại thì ta tìm bên nửa bên phải. Và quá trình này chạy đi chạy lại thì làm cho con trỏ đầu sẽ tăng lên và con trỏ cuối sẽ giảm đi. Tới lần nào đó mà con trỏ đầu vượt qua con trỏ cuối thì chứng tỏ dãy số đã được xét hết và không có phần tử nào có giá trị bằng U. Thì ta kết luận là không xuất hiện giá trị U trong dãy số ta ghi đơn không. Đấy. Nên ở trong chương trình chính của mình, khi mà ta ở trong chương trình chính ấy, khi mà các bạn đây thầy thầy mày mũi cái thằng giải được tìm kiếm ấy phần đây, trong chương trình chính thì khi ta gọi thằng tìm kiếm nhị phân cái thằng giá trị x ấy, thì nó giá trị x nó truyền vào thằng u và nó chạy lòng vòng ở trong này để nó trả về vị trí của x trong dãy số. Và có một cái điểm mà thầy phải lưu ý các bạn là khi đi thi cái dãy số thông thường người ta chưa cho nó là chưa cho là một dãy đã sắp xếp, vì thế các em cần phải sắp xếp dãy số trước khi tìm kiếm nhị phân nhé. Với một số bài mà cần phải lưu chỉ số ban đầu của nó thì ta vừa sắp xếp vừa lưu chỉ số. Đó là cái giải thuật ở đây. Vậy vừa rồi thì thầy đã dẫn được cái giải thuật tìm kiếm nhị phân ở đây này đưa ra. Đó là cái bài thứ hai là bài tìm kiếm nhị phân. Ở đây ta có quy chư vấn nên bài này nó cũng dạng là gọi là dạng multi-test. Multi-test là bài gồm có nhiều nghiệm. Rồi ta xem bài làm của mọi người đang nộp. Bây giờ nó đang chấm bài của Nguyên. Lạc qua. Rồi, như vậy là đã các bạn đã nộp bài và nó đã chấm được bài đây. Có trường hợp một số bài trở ra tay khác đáp án thì ta lưu ý cái trường hợp âm ra giá trị âm 1 chứ, vẫn có khả năng xảy ra. Ở trên đây thầy đã vừa mô phỏng lại được giải thuật tìm kiếm nhị phân. Đây là một trong những giải thuật quan trọng hàng đầu cho các cái bài toán kỳ thi học sinh giỏi, nhất là kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh mà cái phân khúc của các bạn đang chọn. Tất nhiên thầy cũng muốn các em tham vọng hơn, đó là làm thế nào để lên lớp 12 các em có thể vào được đội tuyển cấp quốc gia. Vậy thì ta hãy cố gắng là trang bị cho mình thật nhiều nhất các cái kỹ năng, ví dụ như kỹ năng nhìn giới hạn của đề bài thì biết ngay bài toán này sử dụng giải thuật gì. Đấy, những cái kỹ năng này, hoặc là khi sử dụng giải thuật gì đó thì việc các bạn cốt một phát phải phụ điểm luôn cái, không phải phụ điểm, tức là phụ điểm theo cái cách làm đấy luôn. Tức là trong khi ta cốt những cái giải thuật này, ta không cần nghĩ tên biến, không cần nghĩ cách trình bày nữa. Bởi vì trước đó ta đã trình bày hàng trăm lần rồi, ta đã thuộc cách trình bày rồi. Cái của ta về chỉ cần nghĩ thuật toán đó. Còn áp dụng thuật các cái, đây ta cần nghĩ cái này thôi. Còn những cái giải thuật cơ bản thì nó đã có khuôn mẫu rồi, như thế mà bam vào đó. Nên đi thi nó cũng giống như một cái bác thợ xây ấy. Bây giờ người ta chỉ cần quan trọng là cái thiết kế thôi của nhà, cái ông chủ nhà thôi. Còn để chát thế nào cho phẳng, để xây được cái thế hàng gạch như thế nào cho thẳng thì họ nó đã biến thành kỹ năng của họ rồi. Các em là người lập trình viên thì các em cũng sẽ như thế. Đây là các cái bước của mình là thành kỹ năng rồi, không cần phải nói, không cần phải nghĩ, cốt phát luôn đúng. Rồi ta sang bài kế tiếp nhé. Ta còn khoảng 30 phút nữa, thầy mới ép thời gian.
Hy vọng là hè các bạn còn có nhiều thời gian để học tối. Video bài giảng thì đến sáng hôm sau thì thầy mới ép vào được. Bởi vì cái hệ thống dạy mãi này nó burn project hơi lâu. Rồi ta sang bài 3, bài Beauty 2. Rồi, nó về vẫn đang chấm bài của Minh Chu. Bài này nó có 50 test thì xóa mất tòi test, còn có 49 test. Xóa mất test 2 rồi. Lạc quá. Để tôi chẳng đọc. Rồi, tranh thủ lúc các bạn đang chấm thì ta thầy cho mình cũng phân tích luôn cái bài số 2 các em nhé. Rồi, ok. Chung tranh thủ ăn nhé. Nhớ ăn hộ thầy bát mì tôm nữa. Thực tế thầy vẫn hơi đói nhưng mà tôi không dám ăn, sợ tăng cân. Rồi, ta sang tiếp ở bài số đẹp. Bài này thì ở trước đây trong một cái contest ở trong phần đầu của cái chương trình lớp nâng cao thầy cũng đã đề cập đến. Bài toán là người ta định nghĩa một cái loại số. Nếu thầy nhớ không nhầm thì cái đề thi này chính là cái đề thi của trường chuyên Lam Sơn năm tuyển sinh năm nay. Có cái bài toán tương tự như bài này. Thầy cảm ơn Trung. Có cái bài này thì người ta yêu cầu là cho một cái loại số. Sau đó người ta cho số nguyên dương n, tìm cái số thứ n của cái loại số đấy. Nó thuộc lớp cái bài toán là tìm cái số, tìm phần tử thứ k của một tập số, của một tập giá trị nào đấy. Thì mô hình của cái bài toán này nó sẽ đưa về một cái mô hình chung là tìm phần tử thứ k của một tập số. Vậy thì cái mô hình của bài toán này thì ta sẽ cố gắng tiếp cận theo hướng là ta giải quyết cái bài toán tổng quát của nó. Còn ở cái bài này người ta định nghĩa là một số được đề gọi là số đẹp nếu tổng bình phương các chữ số là một số nguyên tố. Hôm sau người ta đặt nó là bài số đẹp 3 nếu tổng các chữ số của nó là một số đối xứng. Nếu số lượng chữ số chẵn bằng số lượng chữ số lẻ thì là số đẹp, vân vân mây mây. Chẳng hạn. Thì khi đó người ta sẽ định nghĩa nó thành một lớp bài toán là cho số nguyên dương k, tìm số thứ k của tập số đấy. Vậy thì người ta định nghĩa nó là cái gì thì mình không quan trọng. Quan trọng nhất là mình giải quyết được cái bài toán tổng quát của nó. Thì ở trong cái content này thầy muốn các bạn ôn lại cái phần này. Phần này nó nằm ở trong cái chuyên đề kỹ thuật tổ chức chương trình. Một trong những kỹ thuật nâng cao quan trọng. Đó là chia chương trình này thành các chương trình con. Và ta kiểm soát được cái lớp bài toán là lớp bài toán tìm phần tử thứ k của một tập hợp. Ta bắt đầu nhé. Và trước khi bắt đầu ta xem các bài nó vẫn đang chấm cân lực, nó đang chấm bài của Phát. Các bạn khác thì ta sẽ chuyển sang bài này luôn nhé. Bài kia kệ nó, cho nó chấm. Bài toán này thì ta yêu cầu là tìm số đẹp thứ k của dãy số. Như vậy thì ở bài toán này thì ta sẽ thực hiện là tổ chức một cái hàm tìm số thứ n của một dãy số, tổng quát lên là tìm số thứ u. Đấy. Ta tổ chức một cái hàm tìm số thứ u của dãy số. Vậy thì để tìm được số thứ u của dãy số thì ta sẽ tổ chức, có lẽ để thầy bật cốt block cho cái cốt nó đẹp. Thì rõ ràng thì ta nhận thấy rằng là chừng nào mà chưa sinh đủ u số thì ta sẽ thực hiện là tìm số kế tiếp, đúng không? Như vậy thì ta sẽ cần một cái biến đếm để lưu số lượng số cần phải tìm.
Ở trong đề bài, cái số này là số nguyên dương nên cái số đẹp đầu tiên mình thử đó chính là số 1. Nếu số 1 không phải số đẹp, ta thử số 2, thử số 3. Cứ phát hiện ra một số đẹp thì ta tăng một biến đếm lên. Rồi, vậy thì ta tổ chức một hàm tìm số thứ u của dãy số. Trong hàm tìm số thứ u này thì ta cần phải tổ chức một cái hàm. Ví dụ như ở hàm này là hàm kiểm tra xem là hàm số đẹp. Để kiểm tra xem một số nguyên dương u. Có là số đẹp hay không? Đấy. Thì với mỗi bài toán khác nhau thì cái hàm số đẹp này nó sẽ định nghĩa khác nhau. Ví dụ như là số lượng số ký tự chẵn bằng số lượng ký tự lẻ. Rồi tổng bình phương các chữ số là một số đối xứng. Như bài này là tổng bình phương các chữ số của nó là một số nguyên tố. Vậy thì ở đây ta có cần một cái hàm tính tổng bình phương các chữ số. Tổng bình phương chữ số của một số nguyên dương u để tính tổng. Phải tìm mà là tính tổng bình phương các chữ số của một số, ta cũng khai báo nó là kiểu nguyên đấy. Rồi khi tính tổng bình phương các chữ số của một số xong rồi thì ở trong bài toán này người ta yêu cầu là có phải là một số nguyên tố hay không, và ta nhận thấy rằng là khi mà để kiểm tra một số có là số nguyên tố hay không thì trong tư duy của các bạn luôn có hai hướng. Hướng thứ nhất tổ chức hàm nguyên tố, hướng thứ hai sử dụng cái sàng Eratosthenes, sàng nguyên tố. Nhưng tại thời điểm này thì ta nhận thấy rằng ở cái bài toán này không có một cái căn cứ nào để cho mình có thể sàng được, đúng không? Bởi vì người ta yêu cầu là tìm số đẹp thứ n, chúng ta cũng không thể sàng cho tới 10.000 được. Vậy thì ở bài này ta sẽ loại cái tư duy là làm giải thuật sàng nguyên tố mà các em sẽ cần phải sử dụng là thằng hàm kiểm tra tính nguyên tố thôi. Vậy thì ta tổ chức cái hàm tổ chức một số có phải là hàm nguyên tố hay không? Thôi, hàm nguyên tố trước ta hay đặt tên nó là hàm prime hoặc là is a prime. Kiểm tra u có là số nguyên tố. Đấy. Vậy thì ta thấy rằng là khi mà các bạn phân tích chương trình như thế này thì người ta gọi là phân tích hệ thống. Các bạn phân tích bài toán này, bài toán lớn thành các bài toán nhỏ và các bài toán nhỏ thành các chương trình con. Vậy thì bây giờ cái bài toán lớn của mình thật là nhẹ nhàng. Ở chỗ phần qua cái bài toán số 3 này thì thầy muốn kiểm tra lại kỹ năng tổ chức chương trình của các em. Trong đó ta có một số hàm cơ bản như hàm tính tổng bình phương các chữ số của một số nguyên dương u. Thì để tính chỗ này thì ta cũng ôn lại luôn nhé, tiện thể giam ba cái vụ ôn lại này thì ta sẽ tổ chức ôn luôn các cái hàm này để cho mọi người cùng nhớ. Hàm tính tổng, thầy đặt tên nó là cái gì nhỉ? Rồi thầy copy lên cho nó nhanh. Đấy. Ta có hàm đầu tiên là hàm tính tổng bình phương các chữ số của một số nguyên dương u. Để tính tổng bình phương các chữ số của một số nguyên dương u thì rõ ràng ta phải thực hiện lưu một cái biến tổng để tạo S bằng 0. Ta lần lượt cắt các chữ số ở hàng đơn vị, cắt đến khi nào mà u bằng 0 thì dừng lại. Vậy chừng nào u đang còn lớn hơn không thì thực hiện cái công việc cắt. Việc cắt đầu tiên thì ta thu được số u phần trăm 10 là số ở hàng đơn vị. Người ta yêu cầu tính tổng bình phương các chữ số của nó thì mình có thể gắn luôn biểu thương này bằng không. Tính tổng bình phương các chữ số của u. Khi đó u của ta còn lại bằng u chia cho 10. Đấy. Quá trình này chạy đi chạy lại thì giờ ta thu được u bằng 0. Tổng bình phương các chữ số đang nằm ở trong biến S. Vậy thì ta ghi tên S. Như vậy thì ta có được một cái đầu tiên là hàm tổng bình phương các chữ số.
Rồi ta sang hàm kế tiếp. Lưu ý nhé, khi ở bài này thì dù rất nhiều cao thủ khi đi thi, nhất là ở cái kỳ thi cấp tỉnh, các bạn quên mất cái điều này. Bởi vì trong quá trình các em tính tổng thì các em vẫn tính cái bình thường, nhưng mà các em quên mất cái việc khởi tạo. Việc khởi tạo vô cùng quan trọng, bởi vì cái quá trình này nó phải chạy đi chạy lại nhiều lần. Và trong cái phiên làm việc đầu tiên cho cái việc S bằng S cộng P nhân P ấy, thì cái thằng S trước đó nó phải bằng giá trị bao nhiêu. Thì do đó các em cần phải nhớ khởi tạo thằng S trước nhé. Đấy. Và nhiều cao thủ hy sinh bởi vì quên không khởi tạo S. Ta sang hàm thứ hai, hàm kiểm tra tính nguyên tố. Những cái hàm như thế này khi đi thi thì các bạn không có thời gian để nghĩ, bởi vì nó là kỹ năng của mình rồi. Cũng giống như bác thợ xây ấy, để làm thế nào xoa được bức tường nó phẳng, nó thành kỹ năng rồi, chứ lúc đó mới bắt đầu cầm cái bay cái xoa, cầm cái búa để cho cái bức tường nó thẳng thì không được. Lúc đó ta chỉ cần lôi công cụ ra dùng thôi. Thông thường thì ta có nhiều cách để tổ chức một hàm để kiểm tra một số nguyên dương u có phải là số nguyên tố hay không. Thông thường thì ta sẽ có xét các cái trường hợp. Nếu u nhỏ bằng 1 thì ta return false. Bắt đầu u bằng 2 hoặc u bằng 3 thì ta return true. Bắt đầu từ cho y chạy từ phần tử 2 cho đến y bình nhỏ thua và bằng u. Trước đây một số bạn hay for y chạy từ 2 cho tới căn bậc 2 của u. Tuy nhiên cái việc tính căn bậc 2 của u quá nhiều lần thì dẫn đến chi phí nó lớn. Nên mình lấy y nhân y nhỏ bằng u, tức là mình bình phương hai vế lên, y bình nhỏ thua bằng u. Thì thực hiện công việc. Nếu thằng u mà chia hết cho thằng y, thì điều đó chứng tỏ với một số nguyên dương mà lớn hơn 1 thì chứng tỏ nó bắt đầu từ 2 trở đi, thì số đó luôn có hai ước 1 và u. Khi u mà chia hết cho y thì điều đó chứng tỏ rằng mà y nằm trong phạm vi từ 2 cho tới căn bậc 2 của u, thì điều đó chứng tỏ số này nó sẽ có ba ước 1, y và u. Và khi nó có ba ước dẫn đến nó vi phạm điều kiện tính chất của một số nguyên tố nên nó sẽ return false. Sau vòng lập for này thì nó mà chạy ra được khỏi vòng lập for này thì điều đó chứng tỏ không tồn tại thằng y nào mà u chia hết cho y, thì khi đó ta kết luận luôn là số này là số nguyên tố, vậy thì ta return true ở đây. Khi tổ chức hàm nguyên tố đến đi thi cấp tỉnh rồi mà rất nhiều cao thủ bị sai cái lỗi ngớ ngẩn, cái lỗi ngớ ngẩn nhất trong hàm nguyên tố mà thường xuyên gặp đó chính là các em for y chạy từ 1. Đấy. Bởi vì khi for y chạy từ 1 thì số nào chả chia hết cho 1 nên nó return false luôn. Và khi chạy kết quả thấy nó toàn đưa ra các số nào nó cũng coi là số, không phải là số nguyên tố. Nên lưu ý ta phải for y chạy từ 2. Cái lỗi ngớ ngẩn thứ hai đó là lỗi không phải sai về về hàm trả về giá trị sai mà chi phí nó quá lớn. Đó là chỗ này cho y chạy cho tới u. Nếu cho y chạy tới u thì tối ưu thế nào được nữa, đúng không? U cho bằng 10 mũi 9, y chạy từ 2 đến u thì mất 10 mũi 9 thì giải thuật hàm ao ngay. Bởi vì trong một giây mình chỉ chạy được khoảng tầm 10 mũi 8 phép tính thôi, máy tính xịn đấy. Thế coi y3 thế thứ tư của thầy thì nó chỉ chạy được đến 10 mũi 6 thôi. Vậy thì ở chỗ này cái sai ngớ ngẩn thứ hai đây là các bạn cho y chạy tới, phải nhớ là y chạy tới căn u bình phương hai vế lên thì y nhân y nhỏ thua u. Cái lỗi sai thứ ngớ ngẩn thứ ba đó là có chữ L ở đây. Thầy không biết phải giải thích thế nào cho trong trường hợp các bạn đi thi cấp tỉnh mà vẫn có chữ L ở chỗ này. Ta nhận thấy rằng là khi kiểm tra một số nguyên dương u có phải là số nguyên tố hay không, ta kiểm tra tất cả các giá trị y nằm trong phạm vi từ 2 cho tới căn u. Bởi lẽ có một cái bổ đề về số học người ta chứng minh được rằng với mỗi số nguyên dương u lớn hơn 1 thì số nguyên dương, nếu số nguyên dương u mà tồn tại một cái ước bé nhất mà nếu có thì ước bé nhất đó nó sẽ nằm trong phạm vi từ 2 cho tới căn u. Vậy thì để kiểm tra một số nguyên tố, một số có phải là số nguyên tố hay không thì ta đi tìm có tồn tại cái thằng ước bé nhất nằm trong phạm vi từ 2 đến căn u hay không. Nếu tồn tại cái ước bé nhất đó thì nó tồn tại thì nó sẽ có bước y à có bước là 1 u và thằng y, và nó có ba ước, và khi nó có ba ước thì ta return false. Vậy thì công việc của mình là sẽ kiểm tra xem có tồn tại cái thằng ở giữa này không, tồn tại
tất cả các giá trị y, ta thử các giá trị y nằm trong phạm vi từ hai cái cano. Do đó cái y đầu tiên mà không phải thì ta phải thử thằng y thứ hai, thử thằng y thứ ba, thử thằng y thứ tư, vân vân. Thử đến khi nào hết y thì thôi. Nếu mà thử hết y rồi mà không có thì khi đó ta mới đi tâm chu. Do đó ta không có chữ L ở đây nhé. Nên thầy cũng hy vọng là khi các bạn code, các bạn tất nhiên ở cái tầm nâng cao này rồi thì các em không bị sai cái lỗi ngớ ngẩn này nữa. Nhưng hãy đảm bảo chắc chắn khi các bạn code thì phải code nhanh nhất, tối ưu nhất. Vậy thì ta cho y chạy từ hai đến cano nhé. Ta chỉ di tân chu khi tất cả các y đã được kiểm tra rồi. Và thầy mong rằng trong cái quá trình học lập trình các em sẽ không bị sai ở cái những lỗi như thế. Rồi, ok, là đó là cái hàm nguyên tố. Rồi ta thấy mọi người cốt bài cũng còn 5 bạn nộp bài biên sớt rồi. Ta có 7 bạn, và trừ thầy là còn 6. Có bạn thì không có máy tính thì nhớ ra FPT Shop mua lấy một cái máy tính MacBook M2 nhé. Rồi ta sang tiếp. Hàm số đẹp thứ U. Đề bài người ta yêu cầu hỏi là một số được gọi là số đẹp nếu tổng bình phương các chữ số của nó là một số nguyên tố. Ồ, rất hay. Cho số nguyên dương U, nếu thầy gọi P là bằng tổng bình phương, thầy ghi ra là tổng bình phương chữ số, thầy đặt tên ở đây, tổng bình phương các chữ số của U. Rồi. Khi đó người ta hỏi nếu P là số nguyên tố, nếu nguyên tố của P mà bằng chu, chứ bằng chu ta được phép bỏ đi, thì số này là sẽ là số đẹp. Vậy thì ta return chu. Ngược lại, ta return false. Thì ta tổ chức hàm thứ hai là hàm số đẹp. Ta từ nhé. Để chốt lại cái hàm nguyên tố này để sau các bạn cần dùng nó cũng giống như các bác thợ xây, ta cầm bay cầm xoa ra là dùng thôi. Rồi, đó là hàm nguyên tố. Hàm số đẹp cũng như vậy, đề bài nhớ rằng với các bài toán khác nhau thì hàm số đẹp này nó sẽ khác nhau. Ở bài này nếu tổng chữ số của nó là một số nguyên tố thì kết luận nó đẹp, ngược lại không đẹp. Và khi các bạn tổ chức một cách tường minh như thế thì sau này khách hàng của các em đọc code chương trình của mình, người ta cũng sẽ hiểu rõ hơn. Tất nhiên thì sau này khi các bạn đi làm ở giai đoạn đầu thì các em mới chỉ là những lập trình viên thôi, chưa lên tới leader. Cái ông leader là cái ông sẽ chia cho các em cái này, là cái ông thiết kế hệ thống ấy, ông sẽ chia các bạn thành các module này và nhiệm vụ của các bạn là sẽ code cái thằng này. Nhưng khi mà các bạn code lên tới chuyên nghiệp rồi, các bạn có khoảng tầm 2 năm thì các bạn có thể lên tới leader, thì các bạn sẽ là người chia code cho các thành viên trong team của mình làm. Mình chỉ là người tổng hợp lại cái project đấy. Nhanh lắm, các bạn lên sinh viên năm thứ 2 các em có thể đi làm lập trình viên part time, có thể nuôi sống bản thân mình. Mà đi chưa không cần sự hỗ trợ của bố mẹ nữa. Một số các bạn nữ thì có thể có được kinh phí gửi về bố mẹ, tiết kiệm giữ hộ. Còn các bạn nam thì có thể mua sắm được các đồ công nghệ quay trở lại phục vụ mình. Nếu có gấu có thể bao gấu đi ăn kem ăn chè thoải mái. Rồi, ta quay trở lại tiếp hàm số đẹp xong rồi nhé. Lưu ý rằng ở đây thầy sẽ có một cái cách tổ chức nữa khá thú vị. Cách tổ chức này là cách tổ chức rất tường minh. Nhưng mà ta nhận thấy như thế này. Khi thằng nguyên tố P bằng chu ấy, thì thằng này nó return chu. Khi thằng nguyên tố P bằng phô thì thằng này nó return phô. Như vậy thì cả cái câu lệnh này thầy có thể sửa nó bằng cái câu lệnh là return mở ngoặc nguyên tố của thằng P. Đấy. Nó bớt cho cả cái câu lệnh if-else kia. Nếu P nguyên tố thì thằng này return true, còn nếu P không phải là số nguyên tố thì hàm số đẹp return false. Vậy thì ta sẽ được các bạn biết cách một cách dùng khác nữa nhé của cái hàm này. Tuy nhiên khi viết như thế này nó không tường minh, không rõ ràng, nhưng với những người lập trình chuyên nghiệp thì người ta có thể hiểu rõ về nó.
Rồi bây giờ ta cần tiếp cái hàm tìm số đẹp thứ u của dãy số. Để tìm số đẹp thứ u của dãy số thì rõ ràng ta phải thử lần lượt các số rồi, đúng không? Vậy thì ta có thể thử lần lượt các cái số nguyên dương ở đây ta, số nguyên dương T đi. Số đầu tiên ta thử là số 1. Thầy cần một cái biến đếm. Ban đầu thầy khởi tạo bằng 0. Thì thầy nhận thấy như thế này. Chừng nào mà thầy sinh biến đếm của thầy nó còn nhỏ hơn thằng U thì chứng tỏ rằng thầy sinh chưa đủ các số đẹp này. Một trong những kinh nghiệm để sinh ra các cái số đẹp này, thông thường thì người ta sẽ đẩy nó vào trong một cái mảng C có k phần tử nhé. Ở đây thì cũng tiện thể thầy làm luôn cái bài này, tìm số đẹp tổng quát. Thôi cái biến đếm ở đây nó chính là cái biến k của mình này. Thầy bỏ biến k và bảng C thầy hay sử dụng, các bạn hay sử dụng ấy. Thì ở đây thì ta nhận thấy rằng là nếu số đẹp của thằng T mà bằng chu, khi số đẹp của T bằng chu thì điều đó chứng tỏ T nó là số đẹp. Vậy thì số lượng phần tử của bảng C sẽ tăng lên một đơn vị và gắn CK bằng thằng T. Này. Sau đó ta tăng thằng T lên. Sau đó nó lại kiểm tra xem nó đã sinh đủ u số đẹp chưa. Đây, K lưu số lượng số đẹp. Đấy. Mảng C lưu các số đẹp vào để tránh trong trường hợp sau này người ta có rất nhiều các truy vấn và người ta sẽ gọi ra số đẹp thứ 3, số đẹp thứ 7, số đẹp thứ 4, số đẹp số thứ 6. Thì rõ ràng mình sẽ tìm cái thằng N max, sau đó mình tìm tất cả các số đẹp từ 1 đến 7. Sau đó gặp các truy vấn nào thì ta chỉ cần lôi C ở vị trí truy vấn đấy ra. Thì cái kỹ thuật này kỹ thuật khá hay. Vậy thì ta sinh đến khi nào đủ K phần tử thì ta dừng lại. Người ta yêu cầu là tìm số đẹp thứ K. Vậy số đẹp thứ K nó nằm trong phần tử thứ C của mảng, phần tử thứ K của mảng C. Vậy thì mình sẽ return CK. Đấy. Lưu ý rằng mảng C này là mảng khai báo ở đầu chương trình nhé. Các bạn đừng khai báo nó ở trong chương trình con, bởi vì chạy ra khỏi chương trình con nó bay mò. Việc thủ tục tìm số này nếu bị gọi nhiều lần quá, các bạn nên tìm cái thằng U lớn nhất, cũng giống như hàm kiểm tra tính nguyên tố ấy. Nếu bị kiểm tra tính nguyên tố lớn nhất nhiều lần thì ta tìm cái số AI lớn nhất. Sau đó ta sẽ sàng nguyên tố đến thằng AI để trả được cái giá trị nó có phải là số nguyên tố hay không. Thì còn thằng này thì các bạn sẽ làm tương tự vậy. Ta tìm thằng U lớn nhất, sau đó ta gọi thủ tục tìm số với cái thằng lớn nhất đấy thì nó sẽ thu được mảng C chứa tất cả các số đẹp nằm trong phạm vi từ số thứ 1 cho đến số thứ U. Sau đó với các giá trị U bé hơn thì nó sẽ chỉ việc truy vấn đưa ra kết quả luôn. Và đây là cũng là một cái bài toán rất hay và khó. Nó ngang cái mức độ đề thi lập đội tuyển cấp quốc gia. Vì ta đang học cái chương trình nâng cao nên cái kỹ thuật này các bạn cần phải biết được nhé. Trong quá trình làm nếu cái số phần tử này nó bị lệch lên hoặc lệch dưới thì các bạn tăng giảm các biến đi là được. Đấy. Để thay đổi. Nói trong chương trình của mình thì sau khi nhập với số nguyên dương u các bạn chỉ việc xeo tìm số khối u là được. Trên đây là thầy đã giới thiệu một số các cái hàm cơ bản có được sử dụng trong chương trình cho cái bài toán này. Nhiệm vụ của các bạn là cài đặt thành công nó. Thì thầy đã tổ chức nó vào đây. Thì nữa thầy sẽ gửi tới cái file này tới các em. Và với mỗi hàm như thế này, thầy mong muốn các em là khi đi thi với những cái hàm cơ bản thì các em không cần phải nghĩ nó nữa, cứ thế mà cô ra thôi. Bởi vì rất nhiều năm dạy ở các anh chị học sinh thì thầy thấy như các anh chị học sinh có một cái tố chất, đó là những cái đoạn chương trình mẫu nào ở các bài toán khác nhau ấy
Thì những cái đoạn chương trình mẫu mà có sử dụng chung ấy, thì ở trong mọi bài các anh chị đều code giống nhau và code thành một cái template luôn, xóa đi bất cứ thời điểm nào, code lại giống y hệt, giống từ dấu cách, giống từ chỗ xuống dòng đấy, giống từng cách trình bày chương trình. Và các em cũng nên phải rèn được cái kỹ năng đấy thì ta mới đi xa được. Chương trình phải đẹp, tất nhiên phải đúng, phải tối ưu. Thì cái bài này nó ngang cái bài thi lập đội tuyển cấp quốc gia và cái mức độ của nó hơi nhẹ hơn, bởi vì cái bài này nó chỉ là bài tính nguyên tố và nó chỉ có một truy vấn. Mở rộng ra nó có thể có được cái bài có nhiều truy vấn hơn nữa. Và đó là bài, vậy thì bài này là bài Beauty C Beauty, bài C Beauty 2. Thì thấy có bạn đã nộp bài và phun điểm bài này rất tuyệt vời. Là đứa nào nhỉ? Vừa thấy để chưa kịp lắc sang thì nó rồi, server của thầy đang chạy và các bạn sẽ tiếp tục làm bài nhé. Đó là ở cái bài toán số 2. Như vậy ở cái bài toán số 3. Như vậy bài toán số 3 nó sẽ đưa ra một lớp bài toán là tìm phần tử thứ u của một tập hợp. Đấy, của một tập S. Nó thuộc lớp bài toán này. Và lớp bài toán này nó ngang cái mức độ thi lập đội tuyển cấp quốc gia. Đấy. Do đó các em hãy lưu ý cái bài toán này nó là một bài toán khó. Cái khó của nó ở đây không phải là khó ở cái chỗ tổ chức được các chương trình con này. Nó khó nhất đó là cái cách chia chương trình chính thành các chương trình con, để khi đó trong chương trình chính ta gọi nó một cách rất nhẹ nhàng. Đấy, các bạn nhìn thấy cái hàm số đẹp này, nó tổ chức việc mình tổ chức tốt nên cái hàm này. Mà khi đó ở cái chương trình chính nhất để gọi, mình gọi nó rất nhẹ nhàng. Và để làm được điều đấy thì không có cách nào khác, đó là ta làm cái lớp bài toán này rất nhiều lần, biết cách tổ chức chương trình con. Và khi chia nó thành các module bé thì các module bé này các em phải code luôn đúng, khi đó ta không cần phải xây dựng lại từ đầu nữa. Như vậy thì hôm nay thầy trò ở cái buổi số 18 này thì thầy trò mình đã làm được 3 bài. Như vậy thì ta còn 9 bài còn lại, thì đó là nhiệm vụ của các em nhé. Ở trong buổi học kế tiếp thì thầy đang dự kiến lớp ta sẽ học vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Tối thứ sáu thì có khả năng thầy đang ở Hà Nội thì có thể hôm đấy ta nghỉ, nhưng mà buổi học kế tiếp của ta sẽ là tối thứ tư nhé. Các em nào bị trùng lịch thì thầy sẽ thu xếp lại cái lịch. Video bài giảng thì sáng mai thầy mới up lên được. Còn bây giờ thầy gửi luôn các bạn cái file này. Với hôm nay thầy cho mình đây, Caso. Thì thầy, và các bạn nhận thấy rằng với cái đề thi như thế này mà các bạn làm trong vòng là tầm 6424, tầm 4 tiếng là cũng khá vất vả đấy. Và vấn đề lấy năng lượng đâu ra để ngồi dưới 4 tiếng để làm. Thì sau này nó có hẳn một cái chiến thuật chuyên làm contest kiểu ACM rồi đấy. Có những kỳ thi contest nó thi từ 10 giờ cho đến 2 giờ chiều. Nó thi thông trường. Thí sinh vừa thi vừa ăn, nhất là các content nước ngoài. Rồi, như vậy là hôm nay thầy trò mình đã, bây giờ là 10:15 cũng đến giờ rồi. Thầy chào các bạn nhé, chúc các em làm bài tốt. Hôm nay thấy các bạn nộp bài lên server rất ấn tượng đấy. Các bạn đấy, ta thấy có 3 bạn hoàn thành bài. Rồi, chúc các bạn học tốt tốt. Hẹn các bạn vào ngày thứ tư nhé. Bye cả nhà. Bye. Chào em, chào Minh Chu, chào Thuận nhé. Chào Băng. Và chào Nguyên. Bye.